trương 3980, mộc phạt, đá lăn. Khó trách cần tổ đội, hơn nữa tổ đội còn không tính, còn phải gom lại thành 10 người, cần phải tìm người có thực lực đủ cường đại. Có đội ngũ tìm trận pháp sư cũng bình thường, toàn bộ nơi này đều nằm trong trận pháp, có một trận sư có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Làm cho Lăng Hàn kỳ quái chính là, vì cái gì có nhiều người lại tới nơi này trước hắn, chẳng lẽ có rất nhiều trận sư ưu tú hay sao? Hắn lẫn vào trong đám người, sau khi dò xét mới biết hóa ra bên ngoài hòn đảo có nói rõ, có thể tìm một loại đá chỉ dẫn phương hướng, không bị trận pháp làm mê hoặc. Lang Hàn bị Hồng Thiên Bộ truy sát, hắn đi một bước vượt qua 50 dặm, cũng xâm nhập vào hòn đảo, tự nhiên không có khả năng phát hiện chỉ dẫn, cũng không có khả năng tìm kiếm tảng đá ở gần đó. May mà hắn có lý giải trận pháp kinh người, nếu không hắn hiện tại còn đang chạy quanh trong rừng rậm. Mộc phạt xuất hiện, có người kinh hô, nhìn thấy bên dưới đường núi đột ngột xuất hiện 20 chiếc mộc phạt. Tất cả mọi người kéo tổ đội của mình xông lên, đi đầu tiên chắc chắn là khai khiếu cảnh, sau đó hạ thấp tới minh văn cảnh, chỉ cầu dẫn đội ngũ nhảy lên mộc phạt, bởi vì mộc phạt tồn tại thời gian có hạn, nhất định phải tranh thủ thời gian. Từng chi đội ngũ nhảy lên mộc phạt, từng mộc phạt lao lên đường núi, cũng bắt đầu hành trình của mình. Tiểu huynh đệ, người có tu vi gì? Có người đột nhiên hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút, đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tu vi khai khiếu cảnh. Hắn nhoèn miệng cười, nói, minh văn mới minh văn người thanh niên này cao mày hắn dậm chân một cái nói cũng không quản nhiều như vậy minh văn thì minh văn đến đây chúng ta mang ngươi lên núi lăng hàn muốn tự thể nghiệm mộc phạt chơi thế nào hắn gật đầu được thanh niên xem ra lăng hàn phản ứng như vậy không thể bình thường hơn bởi vì hắn chỉ là khai khiếu cảnh chịu mang một minh văn cảnh lên núi còn không phải công ơn lớn bằng trời hay sao a à, ngươi còn do dự suy nghĩ một chút làm bộ làm tịch làm gì người thanh niên kia mang theo lăng hàn trở về hiện tại phần lớn đội ngũ đã xuất phát còn dư lại ba mươi mấy người lý huynh người tu vi gì người thanh niên mang theo lăng hàn trở lại đội ngũ của mình lúc này có người hỏi minh văn thanh niên họ lý nói thật mới minh văn những người khác cao mày bọn hắn là tổ chín người trong đó có bốn người là khai khiếu cảnh năm người khác là minh văn nhưng những minh văn cảnh này đều là tộc nhân sư đệ sư muội của bọn họ cũng không tính là người ngoài muốn lôi một ngoại nhân hơn nữa là kẻ yếu minh văn cảnh lên núi được rồi thời gian khẩn cấp không thể suy nghĩ quá nhiều một người đưa ra quyết định được rồi xem như làm chuyện tốt một lần lại có người đồng ý một tên nam tử mặc áo đỏ lạnh lùng nói với lăng hàn tiểu tử sau đó phải nghe mọi người chỉ huy nếu không cho dù thông qua đoạn đường này ta cũng có thể ném ngươi xuống lăng hàn chỉ cười nhạt một tiếng nói được lên mộc phạt đi đám người đi lên mộc phạt Nam Minh Văn Cảnh đi ngang qua người Lăng Hàn, ánh mắt bọn họ lướt nhìn hắn. Tiểu tử, thông minh cơ linh một chút, đừng bỏ qua cơ hội tuyệt hảo lần này. Đó là tâm nhãn của Lý Sư Huynh tốt mới mang kẻ yếu như vậy đi cùng. Bọn họ cùng lên tiếng, cũng thể hiện cảm giác yêu Việt của mình. Lăng Hàn không đặt trong lòng, hắn hiện tại muốn xem một phạt hoạt động thế nào, có thể thông qua là tốt nhất, không thể thông qua, hắn cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, cần gì phải sợ. Phanh, trên núi xuất hiện tiếng va đập, cũng không lâu lắm đã có 10 người rơi xuống, bọn họ ngã rất nặng, qua rất lâu vẫn chưa thể ngồi dậy nổi. Hiển nhiên, bọn họ đã thất bại. Xuất phát, thanh niên họ Lý nói, hắn phụ trách mái chèo, mộc phạt lao lên như bay. Lý Huynh phụ trách trưởng khống phương hướng, những người khác nghe ta chỉ huy. Nam tử áo đỏ nói, ta nói chuẩn bị, mọi người phải rót toàn bộ niệm lực vào mộc phạt, ta sẽ phụ trách khai hỏa. Kỳ thật câu nói này là nhắm vào lăng hàn, bọn họ cũng không phải mới thử lần đầu. Lăng Hàn gật đầu, âm âm, phía trước có một khối đá lăn xuống. Chuẩn bị, nam tử áo đỏ nói, tất cả mọi người quán chú niệm lực vào mộc phạt. Lăng Hàn lập tức phát hiện, niệm lực 10 người đều bị mộc phạt hấp thu, nhưng bởi phân biệt đến từ 10 người nên khó tránh khỏi xuất hiện hỗn tạp. Khai hỏa, nam tử áo đỏ hét lớn, xeo, phía trước mộc phạt xuất hiện một chùm sáng, sau đó bắn ra một đạo hào quang, ầm, đá lăn vỡ nát. Tốt, người trên mộc phạt kêu lên, Lăng Hàn nhớ lại hình tượng vừa rồi, nam tử áo đỏ điều tiết khống chế, thúc giục tất cả niệm lực rót vào trong mộc phạt và đánh ra một kích, bởi vì niệm lực vô cùng hỗn tạp nên không có dùng tất cả niệm lực bên trong, nhiều lắm chỉ vận dụng được ba thành, những niệm lực khác không bộc phát, đều phân tán sau công kích. Nói cách khác, hiệu suất chuyển hóa rất thấp, bằng không thì một kích vừa rồi sẽ có uy lực lớn hơn. Lăng Hàn tin tưởng, cường độ niệm lực tổng thể quyết định uy lực một kích của mộc phạt. Khó trách nói cần tổ đội, chính là một người lực nghèo, lực nhiều người sẽ lớn, mọi người không phối hợp với nhau cho nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của mộc phạt. Mộc phạt hát vang tiến mạnh, trước mặt lại xuất hiện đá lăn, nó nặng nề ép về phía bọn họ. Chuẩn bị, nam tử áo đỏ kêu lên lần nữa, đám người vội vàng rót niệm lực vào mộc phạt. Lăng Hàn kinh ngạc, ở huyền Bắc Quốc không có nhiều người tu luyện niệm lực, những người ở nơi này đều tu luyện niệm lực, chẳng lẽ bọn họ đi ra từ lồng giam. Cũng phải, nếu không như thế, có nhiều khai khiếu, minh văn như vậy cũng có phần kỳ quái ăn dị quả trở thành cao thủ trong một đêm sẽ không có khí độ lão luyện như thế, hơn nữa cũng không có khả năng trở thành sư huynh đệ A. À. Âm, um, viên đá thứ hai nghiền nát, mọi người hưng phấn giống lên. Dường như có thể giải quyết rất nhẹ nhóm, niệm lực 10 người chỉ phát huy ra ba thành đã có thể hát vang tiến mạnh. Đó là bởi vì tinh thần lực của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, một có thể so với hai thậm chí là ba người. Một phạt tiếp tục tiến lên, bọn họ nghênh đón đá lăn thứ ba. Âm um, ầm um, âm, đá lăn sung kích, âm thanh rất lớn dường như có phần không đúng. Thanh niên họ Lý thì thào, khốn kiếp, lần này có tới hai đá lăn cùng tới, chúng chỉ cách nhau ba trượng, với tốc độ của đá lăn, chúng chỉ cần nửa giây va chạm với bọn họ. Chuẩn bị, nam tử mặc áo đỏ cắn răng, nói, sau khi ta phát xạ lại rót niệm lực vào, tất cả mọi người rót niệm lực vào mộc phạt, sau đó nam tử áo đỏ giống lên, xèo, một tia sáng bắn ra, ầm, đá lăn vỡ vụn. Mọi người vội vàng quán chú niệm lực lần thứ hai, nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng cho nên rót niệm lực vào yếu đi không ít. Khai hỏa, tia sáng thứ hai bắn ra, ầm, đá lăn tan vỡ lần nữa. Đám người gieo hò nhưng bọn họ vui mừng quá sớm, bởi vì bọn họ chỉ bắn nổ 2 phần 3 hòn đá, còn lại 1 phần 3 đang nhô lên và ép về phía mộc phạt. chương 3981, tìm nơi chút giận. Đám người vội vàng công kích tấn công tảng đá. Phanh, mộc phạt bị trọng kích liền dừng lại, nhưng vẫn còn tốt, quả cầu đá sứt mẻ vẫn bị đánh bay, cũng không có đụng đổ mộc phạt làm bọn họ rơi xuống núi. thanh niên họ lý vội vàng ổn định mộc phạt, tiếp tục đi tới. mọi người không có thở phào nhẹ nhõm. lúc anh kích tảng đá cuối cùng cũng làm khí huyết bọn họ sôi trào, cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn hóa giải một kích vừa rồi. nhanh nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. tiếp theo, hắn còn chưa nói xong đã có hai tảng đá lăn xuống. nam tử áo đỏ trầm giọng nói, nhưng ngoài ý định chính là, sau hai tảng đá lại biến thành một tảng đá bọn họ giải quyết dễ dàng, hai lần tiếp theo lại là hai tảng đá cùng lăn xuống. Oanh, thanh thế to lớn, chuẩn bị, nam tử áo đỏ hét lớn, phanh, phanh, vẫn phải công kích hai lần, khối đá lần đầu tiên vỡ nát, nhưng khối đá thứ hai vẫn lưu lại một nửa, ầm um, nó dùng thế áp tới rất mạnh, cho dù bọn họ dùng toàn lực ngăn cản cũng không thể cản nổi, oanh, đá lăn đâm xuống, lần này một phạt không may mắn như lúc trước, nó đã lật tung. Mọi người đều rơi xuống núi, bọn họ cảm giác mất trọng lượng, từ giữa sườn núi rơi xuống đất. Sẽ ngã chết người đấy. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô, nhưng nghĩ tới những người ngã xuống núi chỉ bị trọng thương, hiển nhiên không có uy hiếp tính mạng, cho nên hắn không muốn lộ bí mật dưỡng nguyên hồ lô ra ngoài. Bọn họ rơi xuống, lúc này mặt đất đã xuất hiện. Lăng Hàn lập tức phát động chỉ xích thiên nhai, hắn cất bước chạm đất nhưng chấn động rất mạnh ập tới, hắn cảm giác thân thể run rẩy, xương cốt toàn thân như đứt rời từng khúc. Lực va chạm quá mạnh, cho dù hắn sử dụng thân pháp cũng không thể lẩn tránh, cũng may, xương cốt Lăng Hàn trải qua 7 lần tiến hóa, trình độ chắc chắn không phải Minh Văn cảnh phổ thông có thể so sánh nổi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lại vận chuyển công pháp Hầu Ca dậy, lực lượng ấm áp lưu chuyển khắp toàn thân, phải mất thời gian rất lâu mới ổn định khí huyết sôi trào trong cơ thể. Lăng Hàn còn như vậy, những người khác càng thảm hơn, từng người vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ. Không chỉ đám người nam tử áo đỏ, có ba phần những người lên núi lúc trước đều ở nơi này hiển nhiên bọn họ cũng ngả xuống, có khả năng ngã xuống sớm hơn nên khôi phục nhanh hơn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn quyết định tự làm một mình. Đương nhiên không phải một mình hắn đi, mà là kêu gọi đám tiểu hoa nhi đi cùng. Uy lực công kích của Mộc Phạt quyết định bởi tổng niệm lực của nhiều người, còn có một vấn đề dùng hợp, niệm lực 10 người không phối hợp sẽ cực kỳ hỗn tạp, cũng không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nhưng Lăng Hàn cực kỳ tin tưởng bảy tiểu hoa nhi, các nàng sinh ra cùng một dây leo, Tâm ý tất nhiên tương thông, có thể xem như bảy bào thai. Đương nhiên, lão thất vẫn đang ngủ, bảy người chỉ có thể tính là 6 người. Hơn nữa các tiểu hoa nhi có tiên thiên thần thể, niệm lực chắc chắn không yếu. 9 người thanh niên họ Lý nằm thật lâu cũng dần dần khôi phục như cũ, dường như có một tầng cơ chế bảo vệ, sẽ làm người ngã rất đau nhưng không trọng thương. Đều do tiểu tử này, một tên Minh Văn Cảnh chỉ về hướng Lăng Hàn nói. Hắn không phối hợp với chúng ta thật tốt cho nên cuối cùng mới thất bại trong gang tấc hắn nói được nhiều người tán đồng cả đám người trợn mắt nhìn lăng hàn lăng hàn kinh ngạc mọi người phối hợp không đủ ăn ý hắn thật sự có một phần trách nhiệm nhưng mang tất cả trách nhiệm chút lên đầu hắn làm như vậy rất quá mức đúng đấy lý ca không nên tìm người ngoài tới chỉ là minh văn cảnh còn muốn ôm bắp đùi chúng ta bảo hắn bồi thường tổn thất chất vấn hắn là mấy tên minh văn cảnh mỗi người tức giận giống như lăng hàn làm hại bọn họ không thể lên núi Lăng Hàn thở dài, nói, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, hư, làm hại chúng ta thất bại trong gang tắc, còn muốn giảo biện. Có người lên tiếng chỉ trích, bắt lấy hắn, năm tên minh văn cảnh lao tới, bọn họ vây quanh Lăng Hàn, sắc mặt bọn họ rất khó coi. Bọn họ không thể lên núi, thất bại tự nhiên khó chịu, cho nên nhất định phải tìm nơi chút giận, Lăng Hàn là người không có quan hệ gì với bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất. Bốn tên khai khiếu cảnh lạnh nhạt, ngay cả thanh niên họ Lý cũng không lên tiếng khuyên can, những lúc thế này nhất định phải phát tiết một chút, bằng không hắn dựa vào cái gì đoàn kết đội ngũ. Lăng Hàn lắc đầu, nếu các ngươi nhất định muốn chết, như vậy không nên trách ai. Ha ha, còn dám mạnh miệng, một người cười lạnh nói, đừng cho hắn chết thống khoái, dù sao một phạt xuất hiện cũng cần thời gian, chúng ta một kiếm một đao chậm rãi chơi chết hắn. Tốt, những người khác gật đầu, bọn họ không cảm thấy có gì quá mức. So với lồng giam tàn khốc, bọn họ đã đủ ôn nhu. Lăng Hàn hừ một tiếng, Ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên giết ra ngoài. ầm, um, hắn suốt một quyền, đối thủ của hắn không có thời gian phản ứng liền bị đánh bay ra xa, thân thể hắn tan vỡ giữa không chung, hóa thành mưa máu. Bốn tên minh văn cảnh sướng sờ, đầu óc bọn họ không kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi rất tốt, bốn tên khai khiếu cảnh giận tím mặt, nhất là thanh niên họ lý, là hắn dẫn Lăng Hàn vào đội ngũ, kết quả Lăng Hàn giết đội viên ngay trước mặt hắn, hắn rất tức giận và có cảm giác bị lừa gạt ngươi là minh văn cảnh muốn chết hắn lao lên cũng tiện tay rút thanh đao bên hông chém xuống một đạo đao khí màu đen lạnh thấu xương bổ thẳng vào người lăng hàn quỷ dị chính là bên trong đao khí lại xuất hiện từng đầu lâu màu trắng người nào nhìn thấy cũng hoảng hốt a à, đây là công pháp độc môn của quỷ ảnh lão nhân chẳng lẽ hắn là môn đồ của quỷ ảnh lão nhân lão quái vật chân ngã cảnh đấy Xuyệt, ngươi không muốn sống hay sao dám gọi thẳng tên cường giả chân ngã cảnh mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này đao quang đã chém tới trước mặt lăng hàn lăng hàn bình tĩnh không sợ hãi hắn xuất ra một quyền phanh đao khí vỡ nát dường như những khô lâu kia không bị ảnh hưởng chúng tiến vào thân thể lăng hàn ha 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 thanh niên họ lý cười to nói tiểu tử người cho rằng lực lượng lớn là có thể đối kháng quỷ ảnh đao của ta hay sao hừ bị đao ảnh đao khí xâm nhập thân thể người chờ chết đi hắn vô cùng tự tin những khô lâu kia chính là đao khí hắn dung hợp bí pháp nào đó cho nên có tính phá hư nhục thể rất mạnh chỉ cần bị đao khí xâm nhập đối thủ phải chết không thể nghi ngờ đáp lại nụ cười của hắn lang hàn xuất ra một quyền ầm một tên minh văn cảnh bị hắn đánh tan xác oanh khí huyết của hắn như lò lửa hỏa khí bốc lên hừng hực cái gì thanh niên họ lý ngây người hắn không dám tin vào mắt mình tại sao có người có khí huyết đáng sợ như thế lực lượng ăn mòn trong quỷ ảnh đao của hắn bị đốt thành cho tàn chương 3982, tập sát, giỏi cho tặc tử, nhận lấy cái chết, lại có một tên khai khiếu cảnh lao tới, hắn xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Người vừa bị một quyền của Lăng Hàn oanh sát chính là sư đệ hắn. Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, hắn cầm lấy chiến trùy trong tay, lúc hắn kích hoạt đã có thiểm điện trắng xóa xuất hiện, hắn giết ra ngoài, ầm, một kích đánh chết địch nhân khai khiếu cảnh. Chiến lực của hắn vốn có thể nghiền ép khai khiếu, lại thêm pháp khí nhất tinh, hắn có thể miểu sát đối thủ lần này đám người thanh niên họ lý sợ hãi không thôi có ai nghĩ một kẻ bị bọn họ dùng làm nơi trút giận lại là đại ma vương lần này bọn họ đá trúng thiết bản bằng hữu có chuyện từ từ nói thanh niên họ lý xuống giọng khuyên nhủ lăng hàn không quan tâm tới hắn hắn cường thế xuất thủ vung vẩy chiến trì lôi điện lan ra chung quanh đây là pháp khí nhất tinh mặc dù không trổ hết uy lực nhưng nằm trong tay lăng hàn vẫn có thể phát huy uy năng tầm bí cảnh đây là việc kinh khủng cỡ nào bị lôi điện đánh trúng cho dù là khai khiếu cảnh cũng tê liệt mất đi năng lực trốn tránh lại bị chiến trụy đánh chúng sẽ có kết cục tan xác vẻ mặt lăng hàn lạnh như băng hắn thỏa thích triển khai giết chóc một người hai người ba người đám người thanh niên họ lý có tất cả chín người lúc này bị giết chỉ còn lại một người đó chính là thanh niên họ lý hắn có thể sống sót là do lăng hàn cố ý tạo thành hắn thản nhiên nói ta có làm sai hay không 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 có thanh niên họ lý lắc đầu vậy tại sao các ngươi hùng hổ dọa người lang hàn hỏi thanh niên họ lý không trả lời được lần này bọn họ thất bại vì duy trì đội ngũ ổn định nên phải tìm một nơi chút giận tự nhiên quy kết nguyên nhân thất bại lên người không liên quan đến đội ngũ của mình lang hàn chính là một người như vậy nhưng không ai nghĩ tới một tên minh văn cảnh yếu ớt lại là sát thần ầm um, Lăng hàn hạ trùy xuống oanh sát thanh niên họ lý hắn lạnh lùng nhìn sang những người khác tất cả mọi người hoảng sợ sợ sát tính của hắn bộc phát chém giết mọi người cũng may, Lăng Hàn không phải loại người này. Ha ha, thanh trùy này không tệ, ta muốn. Hết lần này tới lần khác lại có người đứng dậy, chủ động gây hấn với Lăng Hàn. Đó là một tên tu vi tầm bí cảnh, đương nhiên hắn không sợ Lăng Hàn. Ta cũng muốn, làm sao bây giờ? Lại có một tên tầm bí cảnh đứng lên, ta cũng có hứng thú. Tầm bí cảnh thứ ba vừa cười vừa nói. Ta, các tầm bí cảnh ở nơi này cùng lên tiếng, đếm hết một lượt, nơi này có 11 người muốn nhắm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn thản nhiên nói: "Các ngươi không cần mặt mũi sao, muốn liên thủ đối phó một minh văn cảnh như ta?" "Ha ha, nói đùa gì thế, ngươi là minh văn cảnh?" Tất cả mọi người cười to, một chùy oanh sát khai khiếu cảnh, cho dù có uy năng của pháp khí nhưng thực lực bản thân Lăng Hàn cũng mạnh tới mức đáng sợ. Có ai dám xem Lăng Hàn như minh văn cảnh hay sao? Xem ra, những người này đã quyết tâm không quan tâm mặt mũi. Thân thể Lăng Hàn hơi chấn động, hắn vừa cất bước liền biến mất tại chỗ. Cái gì? Người đâu? Đi đâu rồi? Những tầm bí cảnh kia kinh hô, tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, một bước đã biến mất tại chỗ, bọn họ không thể nắm lấy tung tích của hắn. Ghê tởm, tay cầm pháp khí nhất tinh, còn nắm giữ thân pháp kinh người như thế, có khẳng định là đệ tử của đại năng nào đó, hắn vừa chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Có người tiếc hận lên tiếng, không sao, hắn cũng sẽ lên núi, cứ canh giữ tại nơi này. Không tệ, ở đây chờ hắn. Đám người tầm bí cảnh nhanh chóng đạt thành hiệp nghị với nhau một kiện pháp khí nhất tinh đủ cho bọn họ sinh ra sát ý. Nơi xa, Lăng Hàn đã lặng lẽ quay về, hắn là người ăn thiệt thòi hay sao? Đương nhiên không phải, hắn rời đi là vì không thể đối địch với nhiều người như vậy, 11 tầm bí cảnh là quá nhiều, cho dù hắn có pháp khí nhất tinh, đối phó một tầm bí cảnh cũng quá miễn cưỡng, bị 11 tầm bí cảnh vây công, hắn chắc chắn chết thảm. Lúc này, thân thể hắn khoác ra hư không thú, hắn che giấu hành tung của mình. Hắn lặng lẽ để mắt tới một tên tầm bí cảnh hắn nên dùng mộ bia tấn công làm đối phương bị vận rủi quấn thân hay sử dụng thiên văn ngọc đánh chết lăng hàn nghĩ nghĩ hắn quyết định dùng mộ bia hắn đến gần đi đến sau lưng người này sau đó dùng mộ bia nện xuống ngay cả hồng thiên bộ cũng phải trúng chiêu càng không cần nói mặt hàng như tên này cho dù hồng thiên bộ lúc ấy chỉ là khai khiếu cảnh cũng mạnh hơn đối phương nhiều ầm uhm, người kia không kịp phản ứng hắn té xuống đất trên đầu có một cục u xảy ra chuyện gì tất cả mọi người nhìn sang một tên tầm bí cảnh đột nhiên ngã xuống đất đây là chuyện cổ quái cỡ nào nhìn cục u trên ót người nọ tất cả mọi người xác định hắn nhất định bị người ta gõ ám côn sau lưng vấn đề nằm ở chỗ không ai nhìn thấy người xuất thủ nhất định là tiểu tử kia hắn có năng lực ẩn nấp thân thể mọi người lưng tựa lưng tạo thành vòng tròn mấy tên tầm bí cảnh cùng lên tiếng đám người vội vàng tạo thành vòng tròn có một ít khai khiếu cảnh minh văn cảnh phiền muộn bọn họ không đắc tội lăng hàn cũng bị bắt vào trong vòng tròn này có thể vô tội hay sao không có cách hiện tại không tuân mệnh chẳng phải đắc tội đám tầm bí cảnh hay sao tiểu tử có bản lĩnh đi ra sau khi mọi người tạo thành vòng tròn một tên tầm bí cảnh bắt đầu khiêu khích lén lén lút lút là cao thủ gì chứ có giỏi đi ra đánh một trận cũng không khi dễ ngươi một đấu một những người này khiêu chiến nhưng không nghe lăng hàn đáp lại kêu một hồi những người này cũng khô miệng dừng lại nghỉ ngơi Đúng lúc này, xoát, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tấn công vào cao thủ tầm bí cảnh. Ha ha, muốn đánh lén tần mỗ, tên tầm bí cảnh kia cười lạnh, hắn xuất một quyền ngăn cản bạch quang. Bạch quang rất nhanh, nó có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, nhưng tên tầm bí cảnh này vẫn miễn cưỡng đón đỡ, trên nắm đấm bao phủ năng lượng cao độ giống như trọng truy, không quản bạch quang này là gì, hắn cũng có thể đánh nát. Âm, bạch quang va chạm với nắm đấm của tầm bí cảnh, nắm đấm của hắn nổ tung ngay lập tức, bạch quang không ngừng lại, nó tiếp tục bay về phía trước, sau đó người này hóa thành mưa máu. Ba, 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 mưa máu bắn lên thân thể những người chung quanh, bọn họ cũng bừng tỉnh, một tên tầm bí cảnh bị đánh tan xác. Bóng dáng lang hàn xuất hiện, hắn thu hồi thiên văn ngọc. Gia hư không thú cộng thêm thiên văn ngọc quả là tuyệt phối, hắn có thể thong dong tụ lực, hơn nữa người khác không nhìn thấy một kích vừa rồi xuất phát từ nơi nào, trong khoảng cách 5 trượng ngắn ngủi, thiên văn ngọc có thể phát huy uy lực lớn nhất, cũng không cho đối thủ thời gian phản ứng cho nên chỉ cần một kích là có thể đánh ngã tầm bí cảnh. Ngươi, còn lại chín tên tầm bí cảnh khiếp sợ, thời gian không bao lâu, hai tên tầm bí cảnh một bất tỉnh, một khác bị đánh tan xác, bọn họ có thể không sợ hãi hay sao? Lăng Hàn cười nhạt, hắn cất bước và biến mất. Chương 3983, vượt qua. Lăng Hàn biến mất lần nữa, những tên tầm bí cảnh kia sợ rồi, đối thủ như vậy quá đáng sợ, có thể tới lui như chỗ không người, lại có thể ẩn hình, thẳng đến khi công kích tới trước mặt mới phát hiện, bọn họ càng khó lòng phòng bị. Thời điểm muốn rời đi chỉ cần bước một cái, khi đó có thể biến mất trong nháy mắt, bọn họ cũng không thể chặn đường. Đối phương không khác gì siêu cấp sát thủ, có ai không sợ. Xeo, lúc này có người bay đi, hắn không nói câu nào, lập tức rời khỏi đội ngũ. Có chuyện gì thế, dù sao mọi người không biết, đã có người đầu tiên cũng sẽ có người thứ hai, những tầm bí cảnh kia cùng rời đi, bao quát tên tầm bí cảnh bị nện ngất xỉu vừa rồi, hắn đã sớm tỉnh lại nhưng bị vận rủi quấn thân, lúc chạy bảy bước đã ngã năm lần gương mặt hắn tái nhợt có một ít khai khiếu cảnh cũng chạy đi sợ lăng hàn không tìm thấy chính chủ sẽ giết loạn đa số người lưu lại đã không thẹn với lương tâm tự nhiên không sợ lại nói lăng hàn cũng không giống người không nói đạo lý bọn họ không nhìn thấy lăng hàn xuất hiện bởi vì lăng hàn đã cởi áo choàng xuống mang theo bảy tiểu hoa nhi đi tới cho dù là ai cũng không cách nào liên hệ vú em như hắn với đại ma vương giết người lúc nãy qua một lúc mộc phạt lại xuất hiện lăng hàn đoạt một chiếc hắn và bảy tiểu hoa nhi ngồi lên chơi vui nha phổ thân nhanh chạy đi chúng ta phải là người đầu tiên đám tiểu hoa nhi kêu lên cảm thấy chơi rất vui những người khác lắc đầu đây không phải trò chơi dẫn theo sáu tiểu hoa nhi chạy tới nơi này thật sự không biết chữ chết viết như thế nào nhưng bây giờ mọi người không có tâm tình để ý tới cương giả tầm bí cảnh đã bỏ chạy bọn họ phải tổ đội lần nữa lăng hàn vung mái trèo vào mặt đất Mộc Phạt lập tức vượt sóng gió lao lên núi. Đi một hồi, đá lăn xuất hiện, đại hoa hưng phấn, nàng chính là bạo lực cuồng, trong xương, trong máu tràn ngập phá hoại. Tới rồi tới rồi, nàng kêu lên, trước đó đã nghe Lăng Hàn nói qua phải làm sao, nàng rất kích động. Đám tiểu hoa nhi rót niệm lực vào Mộc Phạt, Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn phân một phần niệm lực vào trong Mộc Phạt. Đại hoa phụ trách điều khiển, nàng kêu hoa hoa, xèo, một đạo hào quang bắn nát tảng đá. Quá đơn giản, Đại Hoa nói, lần tiếp theo chỉ cần rót hai thành niệm lực là đủ. Các tiểu Hoa Nhi khác gật đầu, các nàng tâm ý tương thông, niệm lực có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau, chỉ có bảy người nhưng có thể phát huy uy lực gấp đôi mười người. Phụ thân, người không cần xuất thủ, chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Đại Hoa lại hướng về Lăng Hàn nói, hắc, bị ghét bỏ. Lăng Hàn thở dài, dù sao mình cũng là phụ thân các ngươi, chưa chút mặt mũi không được sao. Hắn cũng biểu đám tiểu hoa nhi phối hợp vô cùng ăn ý, bởi vậy cũng không xuất thủ hắn chuyên tâm thao túng mộc phạt qua một lúc lại có đá lăn xuất hiện lại có chơi vui rồi đại hoa kêu to hưng phấn đến mức không kìm nén được ầm đá lăn bị bắn nát qua một lúc sẽ có hai tảng đá xuất hiện việc này không thành vấn đề dưới sự chỉ huy của đại hoa mộc phạt liên tục bắn ra hai đạo hào quang tiêu diệt hai tảng đá bảy tiểu hoa nhi phân ra hai đạo niệm lực bởi vậy sau khi tiêu hao một đoạt một lần nữa rót niệm lực vào cũng dễ dàng thật lâu sau lại có hai tảng đá lăn xuống chúng bị tiêu diệt dễ dàng lúc này lăng hàn thao túng mộc phạt vượt qua độ cao lần trước sau khi đá lăn bị tiêu diệt nhiều lần rốt cuộc khảo nghiệm độ khó cao xuất hiện một lần xuất hiện ba khối đá lăn một viên tiếp một viên ầm ầm mặt đất chấn động run rẩy tới đi tới đi đại hoa hưng phấn gào lên hiu 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 mộc phạt bắn ra ba đạo hào quang tiêu diệt tảng đá thật không có khiêu chiến tam hoa ngạo kiều chân chính lăng hàn chỉ mỉm cười bảy tiểu hoa nhi tâm ý tương thông, hơn nữa trời sinh thần thể, tinh thần lực tăng lên đồng bộ không kém gì hắn, cho nên, bảy người liên thủ đủ để bù đắp 20 thậm chí 30 khai khiếu cảnh liên thủ. Chuyện này rất dễ dàng, bốn khối đá cùng xuất hiện nhưng không thể tạo thành uy hiếp với đám tiểu hoa nhi, các nàng dễ dàng hóa giải. Thời điểm đại hoa còn chưa đã ghiền, bọn họ đã đi tới cuối đường núi, một phạt tự động biến mất, tám người nhảy lên và đáp xuống đất. Nơi này đã là sườn núi nhưng không xác định là giữa sườn núi hay không, dù sao nhìn từ nơi này lên cao vẫn chưa thấy đỉnh núi. Còn chưa xong, đại hoa thở dài, sau đó trước mắt, nói, phụ thân, chúng ta tìm mấy người đánh nhau đi, ngươi là tiểu bạo lực cuồng, có thể không nghĩ tới đánh nhau một lúc được không? Lăng Hàn thở dài, cũng may chỉ có một bạo lực cuồng, mặc dù các tiểu hoa nhi khác cũng làm hắn nhức đầu nhưng cuối cùng vẫn dễ bảo hơn đại hoa nhiều. Hắn nhìn chung quanh, nhưng bây giờ đã lên núi, cho dù hắn leo lên ngọn cây cũng không có khả năng quan sát toàn cục, bởi vậy, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp theo đi một bước xem một bước. Trên lý luận, trên ngọn núi này khắp nơi đều là thần thạch, có thể tìm được hay không phải xem vận khí, nhưng nghe nói có chút thần thạch được giấu trong hiểm địa, cần đấu trí đấu dũng mới có thể đến nơi. Những tài liệu này đến từ văn minh cổ, phiêu miểu phong đã hơn 2.000 năm chưa xuất thế, lần này người tiến vào đều chỉ nghe một ít tin đồn, cũng không nắm chắc. Lăng Hàn dẫn bảy tiểu hoa nhi đi đường, hắn mang sắc chư trên tay, nếu gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể mang ra ngăn cản tai họa. Đương nhiên sắc chư khó chịu, nó không ngừng kêu ủng ụp ụp, Lăng Hàn không quan tâm tới, đi nơi nào tìm được đồ phòng ngự tốt như thế. Nơi này là đường núi gập ghềnh, sau khi đi được một lúc, đột nhiên nhị hoa kêu lên. Phụ thân, Lăng Hàn lập tức dừng bước, ừm, tảng đá trước mặt, nhị hoa thấp giọng nói. Lăng Hàn phát động nhãn thuật quan sát, phát hiện phía bên trái ven đường có một tảng đá không giống những tảng đá bình thường, có từng tia huyết khí bốc lên. A, à, nó là sinh linh sao nếu không phải nhị oa nhắc nhở lăng hàn tuyệt đối không dùng nhãn thuật quan sát dù sao mở nhãn thuật cũng tiêu hao rất lớn hắn không có khả năng luôn mở ra nếu bọn họ không có phòng bị bước qua sinh linh này đột nhiên tấn công khi đó sẽ có kết quả gì lăng hàn quan sát kỹ một lúc sinh linh này có tu vi tầm bí cảnh chuyện này nếu bị đánh lén sẽ chết người đấy nhưng hiện tại lăng hàn cười cười hắn mang thiên văn ngọc ra bắt đầu áp xúc trọng lượng Niệm lực của hắn hiện tại tăng lên rất lớn, hắn nhanh chóng áp xúc trọng lượng thiên văn ngọc đạt tới hai lượt, hắn ném toàn lực về phía trước và dùng niệm lực dẫn đường, chỉ trong nháy mắt thiên Văn ngọc đạt tốc độ gấp 11 lần vận tốc âm thanh, cũng nện vào tảng đá kia. Chương 3984, đổi đá. Hiển nhiên hòn đá kia phục kích bọn họ, bởi vì khi Lăng Hàn ném thiên văn ngọc ra ngoài, nó cũng phóng lên và giết về phía Lăng Hàn. Đáng tiếc, nó khẳng định không ngờ trong tay Lăng Hàn lại có đại sát khí như thiên văn ngọc. 11 lần vận tốc âm thanh bay tới, nó có khả năng tránh né hay sao? Nếu như Lăng Hàn chưa xuất thủ, nó có thể thông qua quan sát phán đoán tình huống Lăng Hàn xuất thủ, có thể tiến hành tránh né từ sớm. Một khi Thiên Văn Ngọc đánh tới, đối mặt với 11 lần vận tốc âm thanh, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, cho dù là tầm bí cảnh cũng không có khả năng tránh né, huống chi nó đang phục kích Lăng Hàn. ầm, um, một kích mà thôi, đầu của sinh linh kia bị đánh nát, Thiên Văn Ngọc chính là tài liệu nhị tinh, chuyên dùng cho pháp khí tinh thần lực, cho dù bị Lang Hàn thôi phát nhưng nó vẫn có uy lực cực kỳ khủng bố. A, à, Lang Hàn đi tới, mặc dù sinh linh kia bị đánh nát nhưng vẫn không lưu lại máu thịt, chỉ lưu lại viên hạch màu xám lớn như quả mứt. Hắn cầm viên hạch lên xem, nhìn thấy trên đó có hoa văn phong cách cổ xưa. A, à, nó không phải sinh linh. Lang Hàn rất kỳ quái, hắn nhìn thấy sinh linh này có khí huyết, vì sao thân thể không có khí huyết? Suy đoán từ viên hạch trong tay, sinh linh hòn đá là trận pháp hình thành, cho nên không có huyết nhục. Mà viên hạch chính là hạch tâm. Lăng Hàn cầm viên hạch trong tay, cũng không nhìn thấy nó có gì đặc biệt nhưng hắn vẫn thu lại, đồ vật không rõ công dụng cũng không thể ném lung tung, dù sao cũng không chiếm dụng vị trí. Đi, bọn họ tiếp tục tiến lên, lần này Lăng Hàn lưu tâm nhãn, cẩn thận quan sát tảng đá hai bên đường, chỉ cần nhìn thấy dị trạng liền phát động nhãn thuật. Cẩn thận sẽ không gây sai lầm, hắn thật sự phát hiện vài tảng đá do trận pháp hình thành, hắn dùng Thiên Văn Ngọc đánh lén, giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Nếu việc này có người nhìn thấy sẽ hô lên không thể tưởng tượng nổi, từ khi nào Minh Văn cảnh châu bò như thế, có thể vượt hai đẳng cấp giết quái. Viên hạch trong tay Lăng Hàn nhiều hơn, mặc dù hắn cẩn thận nghiên cứu, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện dị trạng gì, hắn vẫn thu tất cả viên hạch. Ngày kế, Lăng Hàn thu được 25 viên viên hạch, cũng mang ý nghĩa hắn xử lý 25 quái vật do trận pháp hình thành. Chiến tích này rất cao, đặc biệt Lăng Hàn chỉ có tu vi Minh Văn cảnh, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin không có biện pháp ai bảo những quái vật do trận pháp hình thành ôm cây đợi thỏ muốn tập kích đột ngột hết lần này tới lần khác Lang Hàn hắn lại có Thiên Văn Ngọc hai điểm này không thể thiếu thứ nào nếu không cho dù Lang Hàn có thể may mắn đắc thủ cũng chỉ là tình huống đặc biệt không giống hiện tại nhiều lần thành công hơn nữa đều là một kích chí mạng hiệu suất rất cao thời điểm bóng tối hàng lâm rốt cuộc hắn cũng đi tới cuối đường núi gập ghềnh phía trước xuất hiện một tòa thạch ốc nó xuất hiện vô cùng đột ngột phía sau thạch ốc là một cái hồ lớn Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn sử dụng nhãn thuật dò xét thạch ốc một phen, lúc này mới đi tới. Trong phòng rất đơn giản, chỉ có một tảng đá lớn, điểm cổ quái nhất chính là trung tâm bàn đá có lỗ hồng, có 9 lỗ như thế, chúng cũng không lớn, nhiều nhất có thể bỏ vừa một vật nhỏ như quả mứt. Sẽ không đúng dịp như thế chứ? Lăng Hàn vô ý thức lấy một viên hạch ra thả vào trong lỗ hồng, vừa vặn, một nửa khảm vào trong lỗ hồng, một nửa lộ ra ngoài, giống như đã đo ni đóng giày từ trước. Rất vừa, Tứ Oa nói a à, phổ thân cầm nhiều viên hạch như thế cũng nên thả vào thử xem ngũ Hoa cũng nói lăng hàn cũng đặt một viên hạch khác vào lúc chín viên hạch đặt vào lỗ hồng có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện chín viên hạch cùng chìm xuống trung tâm xuất hiện một khối đá to như nắm đấm a à, đây là thần thạch đây là cực xương hàn thạch nhị Hoa lập tức nói nếu dùng nó làm hạch tâm xây dựng tiên cơ tiên cơ sẽ có cực hàn lực sánh ngang thần thông cửu lưu cửu lưu thần thông như vậy rất lợi hại dù sao cũng là thần thông pháp thuật có thể gọi là thần thông, uy lực của nó vô cùng to lớn. Lăng Hàn kinh ngạc, hóa ra đánh quái cũng rơi ra bảo vật. Hắn thu hồi cực xương hàn thạch, hắn lại bỏ chín viên hạch vào lỗ hồng, sau khi chín viên hạch biến mất, lại có một khối đá xuất hiện. Diễm Linh Thạch, thất loa nói, nàng vừa ngáp vừa nói, có thể giúp võ giả đạt được hỏa diễm thần. Nàng còn chưa nói ra chữ thông, nàng không phụ mong đợi của mọi người liền ngã xuống đất, ngay sau đó phát ra tiếng ngáy và ngủ thiếp đi. Không hổ danh thụy thần. Đáng tiếc, chỉ còn lại viên hạch, không đủ đổi một khối thần thạch. Mặc dù chỉ đạt được hai viên thần thạch có uy lực sánh ngang thần thông Cửu Lưu, nhưng như vậy đã rất lợi hại, nghe nói thần thạch cao cấp nhất cũng không thể so sánh với thần thông nhất lưu, không có biện pháp, Tiên Thiên Thần Thể đỉnh cấp nhất định sẽ được trời cao chiếu cố. Lăng Hàn không ở lại trong thạch ốc quá lâu, nếu hắn lưu lại nơi này một đêm, vô cùng khả năng nửa đêm sẽ có người tới, ai biết người này có mang ác ý hay không. Còn có Hồng Thiên Bộ đoán chừng người này đang ở ngoài đảo tìm hắn, bởi vì hắn không đạt được tảng đá thông hành, theo lý hắn không thể đi tới chân núi. Cho nên, Hồng Thiên Bộ đã tìm hắn thật lâu, sau đó mới có thể ý thức được hắn đã lên núi. Lăng Hàn rời khỏi thạch ốc, kế tiếp là một cái hồ lớn, bên bờ có một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền rất nhỏ, chỉ có thể vừa chỗ cho một người ngồi, Lăng Hàn thu đám tiểu hoa nhi và sắc trư vào dưỡng nguyên hồ lô, hắn nhảy lên thuyền nhỏ và khua mái trèo về tiến về bờ hồ đối diện. Soạt, mái chèo vừa chạm vào mặt nước, lật sóng nước, gió đêm thổi qua xoa dịu tâm thần Lăng Hàn. Lăng Hàn chưa từng có cảm giác thả lỏng như vậy, sau khi tiến vào thế giới này, hắn không ngừng tu luyện và chiến đấu, ít có thời gian chèo thuyền du ngoạn thế này. Hắn nhắm mắt lại, cứ thế mà khua mái chèo, hưởng thụ cảm giác thoải mái do gió mát mang lại. Chờ chút, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, hắn nhìn vào mặt hồ, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Mặt trăng trong hồ không có biến hóa, tại sao lại như vậy, nước hồ đang động nhưng mặt trăng phản chiếu xuống hồ lại không chấn động. 3. Đúng lúc này, mặt hồ nổi sóng lớn, một xúc tua to lớn phá nước đánh vào thuyền nhỏ. Nếu như Lăng Hàn vẫn thả lỏng chủ quan như lúc trước, như vậy một kích này sẽ đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng hắn đã có cảnh giác, một kích này không thể tạo thành ảnh hưởng tới hắn. Hắn nhảy lên thật cao, cũng nhảy về phía sau, bởi vì hắn không sử dụng chỉ xích thiên nhai, hơn nữa đang lúc vội vàng cho nên hắn chỉ nhảy được vài chục mét, chân phải lăng hàn hạ xuống và dẫm vào mặt nước, hắn dự định mượn mặt nước bay đi. Chân hắn vừa chạm vào nước nhưng không thể mượn lực, thân thể cũng chìm xuống. chương 3985, sinh vật trong hồ. Lăng hàn chìm vào đáy hồ, dường như toàn bộ nước trong hồ là không khí, hoàn toàn không cung cấp chút sức nổi nào. Hắn quan sát rất cẩn thận, mặt trăng trong hồ không phải cái bóng, mà là một con mắt thật to, nó có màu bạc. Lúc này, một con quái vật khổng lồ lao tới giết hắn, Tái cái chân vừa lớn vừa mềm xuất hiện, chúng đang ở đáy hồ nhưng có thể ra tốc lao tới rất nhanh. Đây là một con bạch tuộc thật lớn. Xoát, bạch tuộc rút ra một xúc tu tấn công hắn. Lang Hàn chìm tới đáy, chân hắn chạm vào mặt đất. Lúc hắn muốn lao lên mặt hồ lại ngạc nhiên phát hiện, lúc hắn từ trên chìm xuống đáy không có sức nổi, nhưng khi muốn nhảy lên thì áp lực nước lại đè xuống, hắn không thể phát huy tốc độ của mình. Xúc tu đã đánh tới, Lang Hàn vội vàng vung ra một quyền ngăn cản. ầm, lực lượng khổng lồ bộc phát hắn bị đánh bay ra ngoài. Dưới lực cản của nước, hắn không rời đi quá xa, nhưng cơ thể lại chấn động như giòi non lấp biển, khó chịu không cách nào hình dung. Đây là quái vật thực lực tầm bí cảnh, hơn nữa có khả năng là tầm bí cảnh đỉnh phong, lực lượng của nó quá kinh khủng. Nếu như Lăng Hàn không tu ra thất cốt, một kích vừa rồi đã đánh nát một nửa xương cốt toàn thân hắn, hiện tại hoàn hảo, được xương cốt cực kỳ cứng rắn bảo vệ, nội tạng chỉ bị chấn động chứ không tổn thương. Xoát, bạch tuộc lại vận dụng xúc tu khác, lăng hàn không quan tâm thân thể khó chịu hắn vội vàng sử dụng chiến truy tư lôi quang sôi trào đánh tới bạch tuộc cho dù phóng điện trong nước nhắm vào bạch tuộc nhưng khó tránh khỏi sẽ có dòng điện lan ra ngoài truyền vào cơ thể lăng hàn hắn bị giật run rẩy suýt không cầm nổi chiến truy bị lôi quang đả kích bạch tuộc cũng chậm lại từ đó lăng hàn cũng có cơ hội tránh né oanh toàn bộ hồ nước sôi trào vô số nước bùn bốc lên cao đáy hồ vốn trong suốt lại biến thành đục ngầu con bạch tuộc này quá hung hãn hắn một kích của pháp khí nhất tinh nhưng chỉ hơi chậm lại một chút. Mặc dù Lăng Hàn không thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí nhưng đủ làm tầm bí cảnh không chịu nổi. Xoát, bạch tuộc lại tấn công lần nữa. Lăng Hàn đánh ra một đạo sát khí, đây chính là năng lực hình thành lúc hắn vượt qua thất biến, bảo đảm trên đời này không có người khác có năng lực như vậy. Sát khí công kích không quan tâm khoảng cách, thuấn phát liền tới. Bạch tuộc không bị ảnh hưởng, xúc tu vẫn mạnh mẽ như trước. Khốn kiếp, lại không bị sát khí ảnh hưởng nó không phải một con bạch tuộc sao? Tại sao lại như vậy? Lăng Hàn vùng chiến trụy đánh tới, mặc dù làm vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lên hắn nhưng dù sao cũng tốt hơn bị xúc tu đánh chết. Hắn mở nhãn thuật quan sát, con bạch tuộc này rất sống động, không có chút giả tạo nào, nhưng Lăng Hàn lại nhìn ra sơ hở của một kích này, thân hình hắn hơi động và tránh né một kích này. Hắn từ xưa tới nay không phải người phòng ngự bị động, hắn vừa trốn tránh vừa phản kích, đánh ra một đạo lực quyền. Nhưng ở trong nước, lực quyền đánh ra một phần sẽ bị trở ngại và phân tán một phần, bởi vậy thời điểm lực quyền đánh lên bạch tuộc, chỉ ít sẽ tổn hao một phần ba lực lượng. Oanh, đánh một quyền vào thân bạch tuộc, không có tạo thành một chút ảnh hưởng nào, chỉ tạo thành gợn sóng trên làn da của nó. Bởi vì Lăng Hàn mở nhãn thuật quan sát, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, thời điểm lực quyền đánh chúng, làn da của bạch tuộc thông qua cơ bắp co rút lại, từ đó lực lượng trải rộng khắp làn da, từ đó uy lực công kích giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn nhân cơ hội này xuất thêm vài trường, rốt cuộc Lăng Hàn cũng trở về bờ hồ. Oanh, hắn lao ra khỏi mặt nước và nhảy lên bờ. Bạch Tuộc nổi lên mặt nước, nó dùng con mắt duy nhất nhìn chầm chầm vào hắn và chìm vào trong hồ. Qua một lúc, toàn bộ hồ nước khôi phục bình tĩnh. Lăng Hàn cao mày, cái hồ trước mặt rất lớn, không có khả năng nhảy lên vượt qua, mặt nước lại không cho phép mượn lực, một khi rơi vào trong nước, lực cản sẽ lớn tới kinh người, còn Bạch Tuộc sẽ chạy tới tấn công, hắn càng không thể vượt qua hồ nước. A à, vì sao chiếc thuyền nhỏ lại có thể nổi, nơi này có cổ quái. Lăng Hàn quyết định thi triển chỉ xích thiên nhai, hắn bước một bước vượt qua trăm dặm, khi đó hắn dễ dàng vượt qua cái hồ này. Hắn bước một bước nhưng không khí lại hóa thành một bức tường vô hình, ầm, hắn đụng vào vách tường, thân thể trượt từ không trung xuống, oành, hắn rơi vào trong hồ. Chỉ qua một lúc con bạch tuộc lại chạy tới, xoát, nó vung xúc tu tấn công, hoàn toàn không lưu tình chút nào. Tốt xấu gì cũng xem như nhận biết một lúc, không thể cho nhau một chút mặt mũi hay sao? Lăng Hàn vội vàng sử dụng tất cả bản lĩnh, hắn rút lui về bờ hồ. Lúc đầu hắn muốn vòng qua Bạch Tuộc nhưng không được, dù sao nó có tới 8 xúc tu, hắn có thể làm gì? Không thể dùng chỉ xích thiên nhai thông qua, dùng Thiên Văn Ngọc, Lăng Hàn nghĩ tới phương thức phân tán lực lượng của Bạch Tuộc, cảm thấy Thiên Văn Ngọc khó có hiệu quả, mấu chốt chính là người ta nấp dưới đáy hồ cho dù vận dụng Thiên Văn Ngọc tấn công cũng muốn bị lực cản của nước ảnh hưởng, khi đó tốc độ còn lại bao nhiêu? dùng da hư không thú hắn khoác da thú lên người lúc vào nước da thú bị thấm ướt hiệu quả ẩn thân cũng biến mất khốn kiếp như vậy còn chơi thế nào chỉ có thể vượt qua lăng hàn nghĩ nghĩ bạch tuộc phát động công kích hắn có thể lái thuyền tránh né dùng nhãn thuật nhìn thấu công kích của đối phương và thừa cơ vượt qua muốn chiến thắng thậm chí giết chết bạch tuộc chính là chuyện không thể nào hắn lại dùng thuyền lướt qua hồ hắn chưa đi bao xa ầm mặt nước bị phá vỡ quả nhiên bạch tuộc đã phát động công kích tay phải lăng hàn cầm chiến trùy hiện tại hắn đang ở trên thuyền sẽ không lo lắng bị lôi quang ảnh hưởng tay trái hắn trèo thuyền dùng sức vạch một cái thuyền nhỏ phá vỡ mặt nước lao đi tốc độ nhanh đến kinh người vào lúc bạch tuộc bị điện giật tê dại thuyền nhỏ đã tránh thoát công kích của nó và tiến lên phía trước con bạch tuộc có tám xúc tu tránh thoát một cái vẫn còn một cái lăng hàn mở nhãn thuật lần nữa hắn nhìn tất cả vào mắt tốc độ thế giới vận chuyển chậm lại gấp trăm lần hai tay hắn cùng hoạt động tay phải công kích, tay trái khua mái chèo. Âm, um, âm, um, âm, um, toàn bộ mặt hồ sinh ra sóng lớn, thuyền nhỏ phập phồng giống như có thể lật úp bất cứ lúc nào, lang hàn điều khiển và nó vẫn duy trì tính ổn định. Hắn tránh thoát công kích đầu tiên, rốt cuộc xông qua phong tỏa của bạch tuộc và lao về hướng bờ bên kia. Bạch tuộc đuổi theo, tốc độ của nó càng nhanh, nó dùng tám xúc tu công kích lần nữa. Lang hàn vẫn như trước, một tay dùng chiến trùy công kích, hắn muốn tạo cơ hội thoát thân, hắn vừa khua mái trèo tiến lên, chỉ có đến bờ bên kia mới thoát khỏi bạch tuộc công kích. chương 3986, Trương Dụng, âm, 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 phía sau lăng hàn dâng lên sóng nước cao trăm trượng mặt hồ lắc lư rất mạnh, bạch tuộc muốn tăng thêm phiền toái cho lăng hàn, độ khó khi khống chế thuyền nhỏ cũng cao hơn. Cũng may, niệm lực của hắn vô cùng cường đại, nếu như có sai lầm, niệm lực cũng có thể kịp thời điều chỉnh đầu thuyền, tiếp tục tiến lên theo phương hướng chính xác. Đây là đại đào vong, đại bạch tuộc giống như vô địch, chỉ có thể tránh né nó truy sát. Qua một lúc, cuối cùng bờ hồ cũng xuất hiện, Lăng Hàn vui mừng, hắn lại khua mái trèo một cái, thân thể hắn nhảy lên bờ bên kia. Xoát xoát xoát, con bạch tuộc tiến hành chặn đánh, tám chân cùng hành động. Âm, Lăng Hàn rơi xuống đất, hắn nhìn về phía sau, xúc tu của bạch tuộc vẫn công kích, kinh phong đáng sợ, tóc của hắn bay bay, tất cả cũng chỉ có vậy. Bạch tuộc không tiếp tục công kích, nó chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Hàn làm mặt quỷ, cười nói, quái tám chân, có bản lĩnh lại đuổi theo đi có tin ta biến người thành mực nướng hay không đương nhiên con bạch tuộc không trả lời hắn thân thể dần dần tiến vào trong nước nó biến mất không thấy tung tích nếu ta bước vào khai khiếu cảnh cho dù không đánh chết đồ quỷ dị như nó nhưng cũng không đến mức chật vật như hiện tại lang hàn thở dài hắn cảm thấy phiền muộn hắn lại không nghĩ tới phiêu miểu phong trước kia cũng chỉ có tầm bí cảnh mới có thể tới khai khiếu cảnh không có tư cách tiến vào nhưng ai bảo võ đạo đức gấy, hiện tại phiêu miểu phong xuất hiện chỉ cần là người dưới tiên đồ đều chạy tới, có chín thành tỷ lệ đào thải, bọn họ còn không có tư cách lên đảo. Hắn có thể dùng thực lực bản thân xông tới nơi này, thật sự không dễ dàng. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên phía trước, phía trước là đường núi thật dài, con đường uốn lượn quanh co, hắn cẩn thận quan sát chung quanh, cũng sợ trên đường tảng đá phục kích. Lần này hắn lo lắng thừa, trên đường vô cùng thái bình. Đi tới đi tới, Lăng Hàn cảm thấy thế núi dễ đi hơn nhiều, lúc này, Đường núi cũng đến điểm cuối cùng phía trước xuất hiện một cái hạp cốc, nó là một cái hẻm núi, nơi đây có một đám người hoặc đứng hoặc ngồi. Lăng Hàn nói thầm, hắn đeo mặt nạ lên, hắn hiện tại là phủ chủ ngoại vụ phủ, chắc chắn có rất nhiều có ý kiến với hắn, hắn nên che giấu thân phận mới tốt. Có thể đi đến nơi đây, những người này cũng không đơn giản, sau khi hắn đeo mặt nạ lên, sau đó lại che giấu tu vi, nói là tầm bí cảnh cũng không có người hoài nghi, bằng không cảnh giới hắn quá thấp có khi sẽ dẫn tới phiền toái. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. dù sao hắn tới nơi này vì tìm thần thạch, đánh nhau chỉ là thứ yếu. hắn xài bước tiến lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. rốt cuộc lại tới một người, có người cười nói, hắn là hải tộc, bởi vì trên má có dâu cá. rốt cuộc là chủng tộc gì lại không rõ ràng. dường như thực lực không ra gì, lại có một người lên tiếng, hắn là yêu tộc. hắn có đầu chuột lớn nhưng lông tóc vàng óng, tỏa ra uy thế của hùng sư. đúng vậy, thực lực hơi yếu. Người thứ ba nói, hắn là người, nhìn từ bề ngoài không có dị dạng gì. Rất tự nhiên, Lăng Hàn cực kỳ yêu nghiệt nhưng cuối cùng cũng chỉ là tam văn, trong mắt của tầm bí cảnh, hắn tự nhiên không đủ cường đại. Tại Hạ Hàn Lâm, Lăng Hàn ôm quyền, khanh khách, vì cái gì lại che mặt, dùng mạo rất xấu sao. Một nữ tử che miệng cười nói, nàng có vài phần tư sắc, dáng người cũng ưa nhìn, khi nàng nói chuyện lại làm người ta khó chịu. Lăng Hàn biết là do thực lực của mình quá yếu, từ đó đám người có lòng khinh thường mình. Dựa vào, chọc giận ta, ta bố trí trận pháp công bằng tuyệt đối ở chung quanh, ta xem có mấy người có thể địch lại ta." Lăng Hàn không có phát tác, nhóm người này tập hợp cùng một chỗ không tiếp tục đi tới, hoặc là phía trước có hiểm quan khó đi, hoặc là có cơ duyên nào đó làm bọn họ không muốn rời đi. Quả nhiên, có người nói rõ với hắn, nơi này có một cái động, theo tư liệu lịch sử ghi chép, bên trong sẽ có thần thạch, thậm chí có vạn tinh thạch đỉnh cấp, dùng thứ này tu thành tiên cơ, có thể có được một bộ phận năng lực của vạn tinh tiên thể phải biết vạn tinh tiên thể chính là tiên thiên thần thể đỉnh cấp chỉ cần người nắm giữ loại thể chất này không chết ngày sau chỉ ít có thể trở thành đại năng cấp giáo chủ cho nên những người này cũng nhìn chằm chằm vào vạn tinh thạch nhưng vấn đề là trong động lại có rất nhiều huyết tuyến mãng huyết tuyến mãng thành niên có thể đạt tới tầm bí cảnh hơn nữa huyết tuyến mãng không giống đại bộ phận mãng xa khác chúng chẳng những có lực lớn vô cùng hơn nữa còn có kịch độc bởi vậy bọn chúng làm người ta đau đầu trong động cũng không phải chỉ có một hai con huyết tuyến mãng, mà là có cả trăm con, số lượng rất dọa người, cho dù đám người tự xưng là thiên kiêu cũng không dám xông vào, nhất định phải tìm đủ thành viên mới tiến hành càn quét. Lăng Hàn bị bọn họ trưng dụng, ai bảo thực lực hắn yếu chứ? Người ta nói rất rõ ràng, hoặc là theo bọn họ, hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba. Nếu như Lăng Hàn thật sự là tầm bí cảnh, thậm chí chỉ cần hắn bước vào khai khiếu, những người này tuyệt đối không dám uy hiếp hắn như thế, mà là mời hắn nhập bọn phân cho hắn chỗ tốt hiện tại nha thực lực không đủ còn muốn chỗ tốt gì chứ uy rốt cuộc ngươi xấu xí thế nào tại sao không dám lộ mặt ra ngoài nữ tử lúc trước vẫn không bỏ qua nàng nhìn chằm chằm vào lăng hàn nhất định phải nhìn thấy dung mạo của hắn lăng hàn không để ý đến đương nhiên hắn sẽ không lộ gương mặt thật ra ngoài nơi này có mấy người quen ví dụ như kim ngọc lộ nếu như phát hiện là hắn người ta có thể thừa cơ xử lý hắn hay không tiểu tử lá gan của ngươi rất lớn dám không đặt ta vào mắt nữ tử này bộc lộ hung tướng được rồi quên đi bên cạnh có người khuyên nói nữ tử này vẫn không chịu bỏ qua miệng nàng vẫn ồn ào mã thu linh nàng chưa gặp qua kẻ nào phách lối như thế miệng nàng không khép lại được không cần chấp nhận với hắn chờ thời điểm tấn công hang rắn cho hắn tiên phong tìm cơ hội giết hắn là được có người lên tiếng khuyến cáo lúc này mã thu linh mới chịu bỏ qua nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt không hảo ý nhìn chằm chằm vào lăng hàn Lăng Hàn hừ một tiếng, từ sắc mặt của hai người kia, hắn biết hai người này khẳng định không có hảo tâm gì. Không đánh chết các ngươi, chờ tới khi đêm tối, nơi này có thêm mấy người tới, đều là cao thủ tầm bí cảnh, không phải hải tộc thì cũng là người bước ra từ lồng giam, hiện tại hai nơi này có nhiều cao thủ trẻ tuổi nhất. Bởi vì những người này thực lực mạnh mẽ nên được mời chào khách khí, cùng tiến đánh hang rắn, so sánh với nhau, đãi ngộ của Lăng Hàn thấp kém tới cực điểm. Trời vào khuya, phần lớn người đều nhắm mắt nghỉ ngơi bọn họ cũng không phải làm từ sắt, nghỉ ngơi lúc thích hợp là việc cần thiết. Không kém bao nhiêu, Lăng Hàn lặng lẽ lấy ra hư không thú ra, hắn khoác lên người và ẩn thân vào bóng tối. Hắn nhìn lều vải của Mã Thu Linh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chương 3987, hang rắn. Nam nhân tương đối tùy ý, bọn họ ngồi trên mặt đất, chấp nhận một đêm hai đêm đều được. Nhưng nữ nhân không như thế, có người thận trọng, cho rằng tướng ngủ không nên bị người ngoài nhìn thấy, cho nên đều mang theo lều vải, dù sao cũng rất thuận tiện. Lăng Hàn lặng lẽ đi qua, hắn mò tới bên cạnh lều vải của Mã Thu Linh. Hắn phát động nhãn thuật, tùy tiện nhìn xuyên thấu lều trại, phát hiện vị trí đầu của nàng, sau đó lấy mảnh vỡ mộ bia đập xuống. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, Mã Thu Linh nào nghĩ sẽ có người đánh lén mình. Bọn họ đã đạt thành ước định tạo thành đồng minh, ai xuất thủ lúc này chính là đại địch của mọi người, sẽ bị liên thủ tiêu diệt cho nên nàng an tâm nằm ngủ, dù sao bên ngoài có người canh gác. Bị mảnh vỡ mộ bia đập chúng, cho dù người châu bò cũng vô dụng, người sẽ lập tức ngất đi, sau đó sẽ bị vận rủi quấn thân, thời gian vận rủi bám vào người rất dài. Nhưng âm thanh trầm đục cũng làm mọi người bừng tỉnh, dù sao đều là cấp bậc tầm bí cảnh, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm bọn họ thức giấc. Xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều kinh hô, ai cũng nhìn thấy lều vải sập xuống, gương mặt xinh xắn của Mã Thu Linh lại xuất hiện cục u lớn phá hủy mỹ quan hiển nhiên cục u này không phải mã thu linh tự mình đánh mình mà là bị người ta đánh lén ai làm phải biết bọn họ đã tạo thành đồng minh hiện tại lại có người xuất thủ trong bóng tối làm vậy không phải phá hư đồng minh hay sao còn ai dám tin tưởng người khác kim ngọc lộ đi tới nàng chính là đệ tử của hóa linh Trân quân tự nhiên có vài phần uy nghiêm sau khi xem xét vẻ mặt nàng đầy cổ quái dường như có người dùng bia đá gõ mặt trên còn có chữ a à, mọi người cảm thấy kỳ quái cầm một tấm bia đá nện người, rốt cuộc người hành hung có ý gì. Nhục nhã hay sao, tất cả mọi người, chuyện này phi thường ác liệt, nhất định phải tra ra hung thủ. Có một tên hải tộc hung thần ác sát lên tiếng, trước kiểm tra xem, có người nào biến mất hay không. Kim Ngọc Lộ Trầm ngâm nói, hung thủ sẽ không ngu xuẩn như thế chứ. Có người nói, kẻ đập người liền bỏ chạy, có người vô lại như thế sao. Lúc tìm kiếm lại phát hiện thiếu một người, Lăng Hàn, Hàn Lâm là hung thủ. Tất cả mọi người nói chuyện rất khẳng định, ban ngày nhìn thấy Lăng Hàn phát sinh xung đột với Mã Thu Linh, hiện tại Mã Thu Linh bị đánh ngất xỉu, Lăng Hàn mất tích, đáp án hết sức rõ ràng. Kỳ quái, thực lực người này rất yếu, tại sao có thể đánh lén đắc thủ? Có người đưa ra nghi vấn, đương nhiên do Mã Thu Linh không phòng bị, dù sao cũng đờ nát ngủ, lúc này lực phòng ngự thấp nhất. Lập tức có người trả lời, không đúng, có người lắc đầu, nói, ta nhớ Hàn Lâm nằm ở chỗ này, hắn cách Mã Thu Linh bảy trượt mặc dù có thể lao tới rất nhanh, nhưng nếu hắn làm như thế, vì cái gì chúng ta không nghe động tính. Nếu như Hàn Lâm lặng lẽ giấu giếm, vậy thì càng khó tin, tại sao thần giác của chúng ta không phát hiện ra. Nghe hắn phân tích như thế, tất cả mọi người cảm giác kỳ quái, bởi vì thực lực của Lăng Hàn rất yếu, một người yếu như vậy có thể vượt qua khoảng cách bảy trượng mà không bị bọn họ phát hiện. Có khả năng sao, Phốc, đúng lúc này, Mã Thu Linh lại đánh rắm. Mọi người đều nói rắm vang không thúi, rắm thúi không vang, những giấm của nàng vừa vang vừa thối, đám người vội vàng che mũi, người nào cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nữ nhân xinh đẹp thả giấm thúi trước mặt mọi người, việc này không chỉ mất mặt mà còn giảm giá trị của nàng. Không thể nghi ngờ, vận rủi của Mã Thu Linh đã bắt đầu. Lăng Hàn không có tâm tình quan tâm đám người kia suy nghĩ cái gì, mục tiêu của hắn là thần thạch trong động. Người khác không xông vào được, cho dù một đống tầm bí cảnh liên thủ cũng không dám, Lăng Hàn không quan trọng, hắn có gia hư không thú, thậm chí còn bảo lục oa mang theo dưỡng nguyên hồ lô, hắn cũng có thể lui tới tự nhiên trong hang động. Cho nên, hắn không chút do so dự nện má thu linh một cái, sau đó nhẹ lướt đi, lưu lại một đống người suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn tiến vào hẻm núi, hắn nhanh chóng tìm ra động quật. Trên thực tế, toàn bộ hẻm núi đều có huyết tuyến mãng, muốn xông vào cần phải khổ chiến, nhưng cũng không phải không thể thông qua, sau khi tiến vào động quật, đoạn đường này càng trông gai. Địa hình phức tạp hơn nhiều, tia sáng u ám và dễ bị đánh lén. Lăng Hàn không do dự tiến vào trong động quật, mặc dù huyết tuyến mãng nơi này đã tới tầm bí cảnh nhưng trí thông minh của chúng lại là vấn đề nghiêm trọng, còn lâu mới có thể xưng lại yêu tộc, chỉ có thể gọi là yêu thú vì chúng quá nguyên thủy. Hắn tiến vào động quật, hắn đi rất chậm, đầu tiên, hắn sợ kinh động bầy rắn, thứ hai là sợ bỏ lỡ thần thạch. Hắn đi chừng nửa dặm đường, Lăng Hàn thật sự phát hiện một khối thần thạch. Thứ này quá rõ ràng, nó tỏa ra hào quang nhẹ nhàng trong bóng tối hắn cầm lên xem đây là một tảng đá màu đỏ sờ vào rất nóng giống như đang thiêu đốt nhất định là thần thạch hỏa hệ lang hàn không suy nghĩ nhiều trực tiếp thu thần thạch vào hồ lô người bên ngoài nói nơi này có vạn tinh thạch giá trị cao nhất giấu ở sâu trong hang động cho nên nơi này chưa có vạn tinh thạch lang hàn tiếp tục đi tới hắn nhanh chóng tìm được khối thần thạch thứ hai viên thần thạch đen nhánh nó còn đen hơn cả bóng tối chung quanh từ đó càng làm nó nổi bật hơn chung quanh, cũng bị Lăng Hàn thu vào trong hồ lô. Hắn vừa bước đi, đột nhiên hắn dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy có động tính. Rất nhanh, một con rắn bơi tới, nó phun đầu lưỡi phát ra âm thanh xì xì. Lúc con rắn nơi bò tới gần liền co thân thể lại, duỗi cái đầu dài nhìn chung quanh, dường như đang nghi ngờ cái gì đó, sau khi dò xét vài lần nhưng không phát hiện cái gì, nó lại đi tiếp và biến mất trong góc. Lăng Hàn thở ra, hắn bước ra khỏi hồ lô, mặc dù hung xà này chưa mở trí tuệ, 10 phần nguyên thủy, sức cảm ứng của nó lại cực kỳ kinh người, vừa rồi nó đã phát hiện tung tích của hắn. Cũng may, hắn kịp thời né tránh, xem ra con rắn ngu xuẩn không phát hiện ra dưỡng nguyên hồ lô. Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô, người đó sẽ hiếu kỳ. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều, lại phát hiện một viên thần thạch. Nếu có người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ hâm mộ và ghen tị với hắn. Hắc hắc, sau khi thu sạch số thần thạch nơi đây, sau đó chờ những người bên ngoài hao tâm tổn trí giết vào nơi này, kết quả không mò được cái gì, chắc hẳn sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Ân, thật chờ mong, Lăng Hàn cẩn thận tiến lên, nơi này có nhiều huyết tuyến xà tụ tập như vậy, vô cùng có khả năng sẽ có xà vương, xà vương khẳng định sẽ mạnh hơn huyết tuyến xà khác. Trên đường đi, hắn phát hiện 12 khối thần thạch nhưng không phát hiện vạn tinh thạch chân quý. Hắn lại tới điểm cuối cùng trong động quật chương 3988 trộm bảo. Điểm cuối của động quật có một con huyết tuyến xà to lớn cuộn tròn, thân thể nó to như thùng nước, cho dù cuộn lại cũng phát hiện nó dài 10 trượng, trên người có hoa văn máu tươi dọc theo thân thể. Chúng có tên gọi là huyết tuyến xà chính là vì những tơ máu kia phóng thích mùi tanh hôi, còn ẩn chứa kịch độc. Lang Hàn cau mày, mặc dù các huyết tuyến xà khác cũng tỏa ra khí độc nhưng không có mạnh như vậy, hắn hơi nín hơi sẽ không sao, huyết tuyến xà trước mặt quá lớn, phát ra khí tức kịch độc càng nồng đậm hơn nhiều. Hơn nữa, nó vẫn cuộn người tại một chỗ, bởi vậy, khu vực chung quanh cũng có khí độc nồng nặc, cho dù còn cách một đoạn, Lăng Hàn có cảm giác mình suýt ngất đi. Nó là xà vương sao? Hiển nhiên, con rắn này không đạt tới cấp bậc tiên đồ, nếu không có thể tùy tiện khám phá ngụy trang của hắn, hắn khống chế ra hư không thú nhưng không thể ẩn hình trước mặt cao thủ tiên đồ. Đây là một con huyết tuyến xà vương giả trong tầm bí cảnh, thực lực cũng mạnh hơn huyết tuyến xà khác. Đôi mắt lăng hàn bỏ qua con rắn này, hắn nhìn thấy bên cạnh con rắn còn có một tảng đá kỳ dị nội bộ còn ẩn chứa vô số ánh sao nó đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo vạn tinh thạch lang hàn lập tức kết luận nó chính là thứ quý giá nhất trong hang động a à, hắn nhìn thấy bên cạnh vạn tinh thạch là một gốc dược thảo màu tím nó cao chừng một thước cành cây giống tử ngọc cực kỳ óng ánh đây là tử ngọc linh thảo lang hàn kinh hỉ thứ này là đồ tốt sau khi ăn vào có thể gia tăng tu vi vấn đề nằm ở chỗ Tử Ngọc Linh Thảo nằm ngay bên cạnh xà vương, nếu hắn đi tới quá gần, có khả năng bị xà vương phát hiện hay không? Hắn thật sự muốn gia tăng cảnh giới, ở chỗ này, nếu không bước vào khai khiếu cảnh, hắn phải dựa vào pháp khí mới có thể đánh nhau với tầm bí cảnh. Hắn tin tưởng nơi này có nhiều người nắm giữ pháp khí, một khi đánh, hắn sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Cho nên, hắn phải nhanh chóng tiến vào tầm bí cảnh. Nhất định phải chiếm được, lang hàn đi tới gần, vào lúc còn cách mấy trượng, xà vương bên cạnh có cảm ứng, nó ngẩng đầu dò xét chung quanh nó phun đầu lưỡi giống như phát hiện cái gì đó lăng hàn vội vàng ngừng lại một lát sau xà vương lại cúi đầu xuống giống như đang ngủ loài rắn trừ khi săn mồi bình thường sẽ cuộn người nghỉ ngơi tránh lãng phí thể lực cho dù cường đại như huyết tuyến xà cũng không thể thay đổi đặc tính như vậy lăng hàn kìm nén bực bội một là phòng ngự khí độc xâm lấn hai là tận khả năng tránh bị xà vương cảm ứng với thực lực của hắn hiện tại nín thở nửa giờ không thành vấn đề nhưng làm thế không bảo hiểm khí độc vẫn có hiệu quả ăn mòn làn da rất mạnh, hắn cảm thấy thân thể ngứa ngáy, hận không thể gãi thật thống khoái. Hắn cúi đầu quan sát, quả nhiên, làn da đã đỏ lên, đã bắt đầu sưng đỏ. Phải nhanh hơn mới được, bằng không cho dù không hít khí độc cũng trúng độc. Lăng Hàn gia tăng tiết tấu, việc này dẫn tới xà vương cảnh giác, nó dựng đầu lên lần nữa, lần này nó nhìn chằm chằm về hướng của Lăng Hàn, đôi mắt màu xanh lục tỏa ra hung quang, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, xà vương vẫn không xuất kích, chậm rãi thu đầu trở về lang hàn không dám tăng thêm tốc độ làm như vậy sẽ làm xà vương chú ý ngược lại sẽ dẫn tới dục tốc bất đạt hắn đi chậm rãi giống như rùa bò hắn không phải không nghĩ sử dụng thiên văn ngọc đánh lén nhưng thời điểm xà vương đang nghỉ ngơi sẽ vùi đầu rắn vào trong thân thể hắn không có khả năng đánh chúng nó có thân thể khổng lồ và sinh mệnh lực loài rắn rất mạnh cho dù bị đánh thành hai đoạn nó sẽ không chết trong thời gian ngắn từ đó sẽ dẫn tới xà vương điên cuồng chém giết lang hàn sau một hồi, rốt cục Lăng Hàn đi tới bên cạnh vạn tinh thạch và tử ngọc linh thảo, hắn một tay cầm lấy vạn tinh thạch, một tay kia cầm tử ngọc linh thảo, bỗng nhiên hắn nhổ linh thảo và co chân bỏ chạy. Lúc này, xà vương đã có phản ứng, đuôi rắn quét thẳng về phía Lăng Hàn, tốc độ nhanh đến cực hạn, xà vương há miệng phun xương độc, tính ăn mòn tăng nhiều. Lăng Hàn tung người rẽ vào khúc ngoặc trước mặt, hắn vội vàng ném dưỡng nguyên hồ lô vào trong một khe đá, sau đó xèo một cái, bản thân hắn cũng tiến vào bên trong, Xà vương lao tới, nó cũng mất đi hành tung của Lăng Hàn, nó phun đầu lưới cảm ứng khí thức của Lăng Hàn nhưng không thu hoạch gì. Nó bỏ quanh một lúc lâu, rất nhiều huyết tuyến mãng cũng bỏ tới, chúng và lão đại cùng tìm kiếm chung quanh. Tất cả đều phí công, Lăng Hàn vừa tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, hắn vội vàng ăn giải độc đan, mặc dù không phải giải độc đan chuyên trị loại độc này nhưng luôn có tác dụng phụ trợ. Phụ thân, người thế nào? Đám tiểu hoa nhi vây quanh, sắc chưa đang cười trên nỗi đau của người khác. Không có việc gì, Hắn nói, Lăng Hàn vận chuyển công pháp Hầu Ca phối hợp hóa giải độc tố, trái tim đập mạnh đều đặn, sinh mệnh lực dâng trào, lá gan không ngừng bài tiết chất độc, hiệu suất cao đến kinh người. Bởi vì hai khí quan này được hắn khắc hơn trăm vạn minh văn, tính năng cũng vượt qua các minh văn cảnh khác. Dù là như thế, hắn vẫn phải bỏ qua thời gian một ngày mới có thể hóa giải chất độc. Lăng Hàn muốn rời đi, đột nhiên nghe bên ngoài có âm thanh chiến đấu. Đám người bên ngoài đánh vào, Lăng Hàn nghĩ nghĩ quyết định nên tìm nơi trốn một lúc, bởi vì hắn ẩn thân không chân chính dung nhập vào hư không giống nhị hoa, không thể chạm đến, mỗi lần bị đánh chúng sẽ lộ sơ hở. Tỷ lệ bị đánh chúng trong loạn chiến là rất cao, hắn cầm lấy tử ngọc linh thảo, dù sao luyện hóa ở nơi nào mà không phải luyện hóa. Hắn có nên nấu hay không? Trong đầu Lăng Hàn xuất hiện suy nghĩ như vậy, sau đó hắn bật cười, cũng không phải ăn cơm, tại sao lại chú trọng mùi vị ngon hay không? Hắn cầm tử ngọc linh thảo và cắn một cái, răng rắc, hắn cắn một đoạn ngay sau đó có vị chua bao phủ khoan miệng thật khó ăn mặc kệ hắn nhai nát sau đó nuốt vào bụng sau khi ăn vài miếng lăng hàn cảm thấy phần bụng nóng như lửa đốt hiển nhiên dược lực đã bộc phát hắn ngừng lại vận chuyển công pháp hầu ca luyện hóa dược lực bí lực đang lưu chuyển và thôi động kinh mạch mở rộng động tính bên ngoài càng lúc càng lớn nhưng lăng hàn không phát hiện ra hắn toàn tâm toàn ý thôi động kinh mạch mở rộng từ đó có thể tồn chữ bí lực càng ngày càng nhiều lực bộc phát cũng càng đủ sau khi dược lực biến mất, hắn lại nhai vài đoạn linh thảo, sau đó tiếp tục. Một ngày một đêm sau, rốt cuộc hắn cũng tu đến Tam văn đỉnh phong. Kinh mạch không thể mở rộng hơn nữa, cho dù mở rộng hơn một chút cũng làm hắn đau đớn không muốn sống. Được, ta có thể xung kích tứ văn. Hắn không chút do dự, bắt đầu đột phá. Hắn có thể đột phá tiểu cảnh giới dễ dàng, khó khăn ở chỗ hắn có thể khắc nhiều minh văn hơn hay không. Chương 3989, tiết lộ chân tướng. Chiến đấu phía ngày càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng xuống gần đáy hang động. Lăng Hàn vẫn không phát giác điều gì, hắn đang ở vào lúc mấu chốt đột phá tứ văn, cấp độ sinh mệnh đã bắt đầu tăng mạnh, hắn bắt đầu khắc minh văn lên tạng phủ, sau trăm vạn, tốc độ của hắn chậm lại. Lần này, hắn đã tới cấp độ 117 vạn đạo hoa văn. Lăng Hàn vẫn không vừa lòng, hắn hy vọng mỗi lần đều có thể đột phá bản thân. Hắn vừa định ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài đang kịch chiến. Các cường giả kim ngọc lộ đang liên thủ đánh vào hang động, nhưng bị xà vương ngăn cửa, bọn họ không cách nào đột phá tiến vào bên trong. Mặc dù xà vương chỉ là tầm bí cảnh, nhưng chiến lược lại vượt xa cảnh giới, hơn nữa sinh mệnh lực quá mạnh, trên người gần như không có điểm yếu hại, cho nên dù bị cường giả tầm bí cảnh vây công cũng có thể kiên trì rất lâu. Đáng tiếc, cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là tầm bí cảnh, nó làm sao chịu nổi hơn người cường giả tầm bí cảnh vây công. Nhất là đám người kim ngọc lộ chẳng những là thiên tài nhất tinh bọn họ còn mang theo pháp khí cường đại, chiến lực quá cường đại. Xà vương cũng mạnh đến mức biến thái, xương độc tạo thành uy hiếp cực lớn lên bọn họ, lân phiến trên người có thể tạo thành hộ giáp, lực phòng ngự siêu cường, bởi vậy, chiến đấu kéo dài suốt nửa ngày, bọn họ phải trả cái giá thảm thiết mới đánh chết xà vương. Sau khi giết xà vương, đám người vội vàng tiến vào đáy hang động. Thần thạch đâu, có người kêu lên, có tức giận hồn hền, không phải nói thần thạch nằm ở cuối hang động sao, nó ở đâu, có phải bị ai ăn trộm không? Tất cả mọi người vô cùng giận dữ, bọn họ trả cái giá thật lớn mới có thể đi tới nơi đây. Người bị thương, bí bảo bị tiêu hao, lại lãng phí rất nhiều thời gian, rốt cuộc đánh tới nơi này nhưng không thể thu hoạch được gì, toi công bận rộn một hồi, ai nhịn được. Mọi người tức giận, không khí hiện trường rất khẩn trương, thần thạch không có khả năng mất đi vô duyên vô cớ, nơi này có xà vương tỏa trấn cho nên không thể bị đánh cắp, cho nên nhất định có người đã cầm đồ của bọn họ rời đi. Là ai cầm, ngoan ngoãn giao ra đây, không nên ép ta xuất thủ. Một tên nam tử hải tộc lên tiếng, hắn là người tôm hùm, kéo cái đuôi thật dài, hai tay còn có cái càng to màu đỏ, phía trên còn mọc đầy lông đen. Ha ha, tôm, người đang hù dọa ai đấy? Có người khó chịu cho nên chế diễu lại, đó là nhân tộc đến từ lồng giam, phía sau còn có cường giả sinh đan cảnh bảo hộ, tự nhiên không sợ thiên kiêu hải tộc. Người muốn chết sao, người tôm hùm quát lớn, hải tộc cũng có nội tình của hải tộc, cho dù sinh đan cảnh xuất hiện cũng có thể kiềm chế một chút, cẩn thận có đi không trở lại. Người đang uy hiếp ta sao? Nhân tộc lên tiếng, sau khi tới nơi này lại không phát hiện thần thạch, hắn cực kỳ khó chịu. Nhân tộc và hải tộc vốn tràn ngập mâu thuẫn, trước kia còn có thể hợp tác, hiện tại hang rắn bị càn quét, quan hệ đồng minh lâm thời cũng giải tán. Không nên vọng động, giải quyết chuyện thần thạch trước. Kim Ngọc lộ rũi tay ra, một khi xảy ra chiến đấu, có khả năng tiểu tộc thừa dịp loạn bỏ chạy, như vậy sao được? Nàng tin tưởng vững chắc, nhất định có người trong bọn họ giấu thần thạch, giấu trong pháp khí không gian. Hiện tại rất đơn giản, chính là bảo mọi người lấy pháp khí không gian ra, là ai làm cũng rõ ràng. Tốt, tất cả mọi người lấy pháp khí không gian ra. Cho dù ngẫu nhiên có vài người không muốn, nhưng cũng không dám chọc mọi người tức giận, lại nói, chính mình không có cầm tự nhiên lực lượng đủ, bởi vậy mọi người đều lấy pháp khí không gian ra cho người khác dò xét. Nhưng kiểm tra tất cả pháp khí không gian một lần, vẫn không phát hiện tung tích thần thạch. Ai còn cất giấu pháp khí không gian chưa lấy ra? Người Tôm Hùm lúc trước tức giận, hai kìm lớn va vào nhau, đằng đằng sát khí. Hắn nhất định phải chiếm được vạn tinh thạch, bất kể là ai, hắn sẽ giết đối phương sau đó đoạt thần thạch. Cho dù là Kim Ngọc Lộ cũng mất kiên trì, nàng âm thầm nắm chặt lại chuôi kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Lăng Hàn ở trong hồ lô quan sát, hắn mừng thầm, đánh đi, nhanh đánh đi. Ha ha, cho dù các ngươi giết tới mức chỉ còn một người Tìm khắp thi thể những người khác cũng không có khả năng phát hiện thần thạch. Đột nhiên có giọng nói vang lên, tất cả mọi người nhìn sang. "Hồng sư đệ, kim ngọc lộ kêu lên, người đến chính là Hồng Thiên Bộ." "Hồng Thiên Bộ, có người từng thấy hình ảnh của hắn," lập tức nói. "Chính là Hồng Ngỗ." Hồng Thiên Bộ xảy bước đi tới, mặc dù hắn cũng là tầm bí cảnh nhưng sau khi dung hợp một con mắt thái cổ hung thú, khí thế của hắn vô cùng kinh người, tất cả mọi người có cảm giác hít thở không thông. Lời này làm nhiều người không phục bởi vì tất cả mọi người đều là tầm bí cảnh, tại sao lại tranh lệch nhiều như vậy? Hơn nữa, nam nhân này chỉ là thổ dân trong huyền Bắc Quốc. Không bằng một thổ dân, làm sao chịu nổi, hồng thiên bộ, người nói thế là có ý gì? Một tên nhân tộc hỏi, hắn cũng tới từ lồng giam nhưng không chung đường với kim ngọc lộ. Hồng thiên bộ cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì có người sớm đánh chủ ý nơi này, thần thạch cũng bị người này cầm đi. Làm sao có thể, người tôm hùm cười lạnh, nói, hồng thiên bộ, người đừng tưởng rằng chính mình có danh hào thiên tài đỉnh cấp là có thể ăn nói lung tung trong mắt ta người bất chỉ là tiểu tử vô danh phanh người tôm hùm còn chưa nói xong đã bị đánh bay ra ngoài hắn đâm vào trên vách động rất nhiều đá vụn rơi xuống vùi lấp hắn hồng thiên bộ chậm rãi thu tay về hắn không nhìn nhiều hắn nói với đám người chung quanh hiện tại có thể chú ý nghe hồng mỗ nói chuyện không đám người hoảng sợ phát hiện giáp xác của người tôm hùm đã vỡ ra dòng máu màu xanh chảy ra ngoài phải biết rằng, có thể tham gia đánh xà vương đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng bây giờ thì sao, cao thủ như vậy còn không chịu nổi một kích của Hồng Thiên Bộ. Thật mạnh, không, quá mạnh, chỉ có Kim Ngọc Lộ nở nụ cười, nếu Hồng Thiên Bộ không cường đại như thế, sư phụ nàng làm sao nhìn chúng và thu hắn làm đệ tử. Thấy mọi người im lặng, lúc này Hồng Thiên Bộ mới nói. Hồng Mỗ dám đoán chắc, thần thạch nơi này bị một người lấy đi. Hắn dừng một chút, thấy mọi người đều nhìn mình, Hồng Thiên Bộ mới tiếp tục nói người này là lăng hàn lăng hàn không ít người mờ mịt người kia là ai lăng hàn có một ít người không tin bọn họ nghe nói qua lăng hàn mặc dù yêu nghiệt nhưng chỉ là minh văn cảnh mà thôi trừ phi người này ăn thiên địa bảo quả từ đó có thể đột phá tầm bí cảnh người này có một kiện pháp bảo có thể ẩn nấp thân thể cho nên hắn chui vào nơi này trước lấy thần thạch đi làm các người bận rộn toi công hồng thiên bộ tiếp tục nói cái gì lúc này đám người mới bắt đầu tin tưởng hồng thiên bộ Trước kia hồng mố có tìm hiểu, Mã Thu Linh bị người quỷ dị đánh ngất xỉu, các người còn nhớ không? Hồng Thiên Bộ lại nói, a à, chẳng lẽ chính là hắn, tất cả mọi người là kinh hô, chương 3990 kéo thù hận. Hồng Thiên Bộ, thật cảm tạ ngươi, lang hàn nghiến răng trong dưỡng nguyên hồ lô, gia hỏa này muốn mọi người hận hắn, vì thần thạch trúc cơ đỉnh cấp, những người này khẳng định sẽ truy sát hắn, tất cả đều là tầm bí cảnh, hơn nữa vô cùng có thể là thiên tài nhất tinh. Nói thật, lang hàn gánh không được, cho nên hồng thiên bộ nói chuyện rất hung ác cũng biến lăng hàn thành kẻ thù của mọi người đền bù khốn cảnh hắn không đủ nhân thủ ta hiểu rồi đột nhiên có một người vỗ đùi nói hàn lâm đảo lại không phải liền là lăng hàn sao hóa ra ra hỏa kia lúc bắt đầu đã có tâm lừa gạt chúng ta tên ghê tởm chết tiệt không cần hồng thiên bộ nhắc lại tất cả mọi người không ngu ngốc cũng nhanh chóng kịp phản ứng ai lăng hàn không báo tên thật chỉ vì không muốn gây phiền phức nhưng bây giờ những người này cho rằng Lăng Hàn cố ý muốn châm chọc bọn họ, cả đám mở to mắt, hận không thể lập tức lăng trì Lăng Hàn 100 lần. Đương nhiên, trước đó phải đoạt được thần thạch xây dựng tiên cơ. Đa Tạ Hồng huynh, đám người nhao nhao chắp tay cảm tạ Hồng Thiên Bộ, nếu không phải Hồng Thiên Bộ kịp thời nói ra chân tướng, chỉ sợ bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau, nếu như Lăng Hàn biết, không phải sẽ cười chê bọn họ hay sao. Lại nói, thiên phú võ đạo của Hồng Thiên Bộ quá kinh khủng, hơn nữa còn được một hóa linh chân quân thu làm đệ tử tạo quan hệ với hắn thì có gì không đúng. Lúc này, Hồng Thiên Bộ ngạo nghễ, hắn hở hững khi đám người này lấy lòng. Hắn chịu đứng ra nói rõ chỉ vì kéo thù hận lên người Lăng Hàn, có nhiều người cùng hắn truy sát Lăng Hàn, bằng không, hắn cần gì ngăn cản đám người này tàn sát lẫn nhau. Chết một vạn lần cũng không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ đến thần thạch xây tiên cơ bị Lăng Hàn lấy đi, tất cả mọi người không có tâm tư lưu lại, nhao nhao cáo từ rời đi, bọn họ muốn là người đầu tiên tìm ra Lăng Hàn tránh bị kẻ khác vượt lên trước, như vậy sẽ mất đi vạn tinh thạch. Khi tất cả người đều rời đi sạch sẽ, Kim Ngọc Lộ cười nói. Hồng sư đệ thật sự cơ trí, Ngọc Lộ bội phục. Sư tỷ khen ngợi, đối với Kim Ngọc Lộ, Hồng Thiên Bộ vẫn tương đối khách khí, hắn hơi không người, cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, Kim Ngọc Lộ cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Chúng ta cũng lên đường đi, nàng vội vàng nói, Hồng Thiên Bộ gật đầu, hắn tươi cười đắc ý, có một mỹ nữ tầm bí cảnh lay động con tim, hắn có cảm giác thành công nhưng thời điểm nghĩ tới bích tiêu công chúa hắn cao này hắn vẫn bị lăng hàn ép một đầu tiểu tử này phải chết sau khi tất cả mọi người rời đi lúc này lăng hàn mới thản nhiên rời khỏi dưỡng nguyên hồ lô phụ thân người bị rất nhiều người hận a à. nhị oa nói một câu nói mò gì đó tứ oa vội vàng nói đúng không không thấy phụ thân đang hoảng sợ sao ngũ oa cũng nói hi hi vẻ mặt như bị táo bón lục oa cười sợ cái gì tới một giết một Đại hoa thì đằng đằng sát khí, bạo lực cuồng lại phát tác. Lang Hàn lắc đầu, đám tiểu hoa nhi này chẳng khác gì tiểu tổ tông. Đừng nhìn từng chúng thiên chân khả ái làm người muốn móc tim móc phổi giải thích. Trên thực tế mỗi ra hỏa đều làm người ta đau đầu. Ai không nghĩ hắn đổi một cái mặt nạ, nhưng nghĩ nghĩ hiện tại tất cả mọi người đang đuổi giết hắn. Nếu hắn đổi gương mặt, tương đương nói mình có vấn đề, còn không bằng rất thẳng thắn, hắn dùng gương mặt thật gặp người ngược lại có khả năng giấu giếm được một số người, dù sao không phải tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Cứ như vậy đi, Lăng Hàn mang theo đám hoa nhi rời đi, nội tâm hắn tràn ngập chờ mong, nếu có gặp cơ duyên như trong hang rắn vài lần, tu vi của hắn sẽ lên vài bậc, chỉ cần có thể bước vào khai khiếu, xem ai dám đánh hắn. Tầm bí cảnh đỉnh cấp cũng không đánh lại hắn, có bao nhiêu thiên tài nhất tinh, đáng tiếc, tòa thần sơn này chủ là thần thạch xây dựng tiên cơ, bảo quả, linh dược có thể gia tăng tu vi không nhiều, có thể may mắn tìm được một gốc đã là may mắn. Rời khỏi hang rắn, hắn đi tới hẻm núi, địa thế càng lúc càng dốc đứng, hắn không ngừng đi lên đỉnh núi. Mang theo một tiểu hoa nhi, mục tiêu quá lớn, bởi vậy, sau khi đám tiểu hoa nhi ngắm phong cảnh phát chán, Lăng Hàn lại thu các nàng vào dưỡng nguyên hồ lô, chỉ để lại Sắc Trư bên người. Đây chính là tấm chắn, vạn nhất thực sự có người tấn công hắn, hắn cũng có thể tùy thời mang ra ngăn cản. Sắc Trư đang ăn cái gì đó, bỗng nhiên nó dùng mình ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hàn, luôn cảm thấy nhân loại này có chút không đáng tin cậy, lúc nào cũng có thể bán chư ra đi. Sau khi ăn xong, Lăng Hàn mang theo sắc chư tiếp tục đi lên cao, đường núi nơi đây rất phức tạp, cũng không thể đi lên thật nhanh, nếu không rất dễ dàng đâm vào vách núi, nhưng Lăng Hàn khống chế thân thể rất tốt, hắn bước đi nhanh hơn người thường. Cho nên đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một bóng người. Hắn đi lên, sau đó gặp thoáng qua, người kia cũng nhìn hắn, lập tức thu hồi ánh mắt, dường như không biết hắn. Quả nhiên, Lăng Hàn gật đầu, không nhiều người nhận ra hắn. Cước trình của hắn không chậm chút nào, bởi vậy sau đó không lâu hắn lại đuổi kịp một người, thời điểm đi qua, người kia nhìn hắn một cái, sau đó cau mày giống như nhớ lại cái gì đó. Lúc Lăng Hàn vượt qua, thời điểm đi hơn trăm trượng, hắn nghe thấy phía sau có tiếng giống vang lên. "Lăng Hàn, đừng chạy, đến rồi." Hiển nhiên người này đã gặp qua ảnh chụp Lăng Hàn, hắn suy nghĩ một lúc nhưng không nhớ là ai, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quen mặt người kia đuổi theo thật nhanh vừa vặn đường núi này thẳng tắp cũng cho đối phương cơ hội tăng tốc lang hàn nhìn về phía sau nhìn thấy đối phương lao tới phía sau còn xuất hiện âm bạo chấn động bốn phía cho dù hắn bộc phát thanh thế kinh người cũng chỉ làm bay vài tảng đá vụn hiển nhiên ngọn núi này được trận pháp ra chỉ qua nếu không tuyệt đối không kiên cố như vậy lang hàn không trốn đi mặc dù người này là tầm bí cảnh nhưng chỉ mới bước vào cảnh giới này nếu hắn bộc lộ ra tất cả át chủ bài cũng không phải không có lực đánh một trận giao thần thạch ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người kia hét lớn, hắn dùng bí lực thôi động âm thanh truyền đến, hắn không muốn người khác nghe thấy. Lang Hàn cười nhạt một tiếng, hắn cầm lấy chiến trùy, hiển nhiên hắn đã tỏ thái độ. Muốn chết, người kia hừ một tiếng, hắn trở tay cầm đoạn côn sau lưng, một đầu là cục tròn, đầu còn lại là mũi thương, trong nháy mắt đoạn côn đã biến thành trường thương. Hắn cầm thương đâm tới, trên thân thương tỏa ra hoa văn sáng ngời giống như sống lại, hóa thành một con thần long. Lăng Hàn vùng búa lớn, tư, điện quang chấp động. Ngoá, pháp khí nhất tinh, người kia né tránh không kịp nên chúng chiêu, cho dù là tầm bí cảnh cũng cảm thấy thân thể run rẩy dữ dội. Trường 3991, va chạm khí lực. Lăng Hàn giết tới, vung trụy oanh kích, minh văn cảnh nho nhỏ, thật sự cho rằng ỉ vào một cái pháp khí liền có thể chiến thắng ta. Người kia cười lạnh, hắn vung thương đâm tới, ầm, chiến trụy nện vào thân thương, một tiếng giòn tan vang lên, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Lăng Hàn cười lạnh, cảnh giới kém nhau thật lớn, dù sao hắn không dám dùng tay không ngăn cản pháp khí, như vậy đối phương đã suy yếu vài phần chiến lực, hắn vẫn có thể đối kháng. Nhưng đối phương càng sợ hãi, hắn có ý định miểu sát minh văn cảnh, bây giờ lại thành đánh ngang tay. Yêu nghiệt, không thể cho ngươi sống nữa, người kia lạnh lùng nói, hắn cầm thương đâm tới, nói. Ta là Hoàng Chí Đình, nhớ kỹ cái tên này, ta là người tiến ngươi lên đường. Ha ha, có rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng đến bây giờ không ai hoàn thành, người cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn từ tốn nói, chiến trùy lại đánh ra một tia điện quang. Nhưng lần này Hoàng Chí Đình có chuẩn bị, hắn lập tức tránh né. Ha ha, người đã dùng chiêu này một lần, còn muốn tiếp tục. Hoàng Chí Đình cười lạnh, hắn chính là cao thủ tầm bí cảnh, có thể đạt tới tầm bí cảnh ở tuổi này, hắn cũng có thể gọi là thiên tài. Lăng Hàn cười cười một tiếng, hắn đánh ra một chiêu sát khí sung kích thân thể hoàng trí đình trì trệ gương mặt ngây ngốc vào lúc này lăng hàn lại vung chiến trùy lần nữa hắn đánh ra một đạo thiểm điện lăng hàn giết tới lần nữa vung mạnh chiến trùy nện xuống ầm um, dù sao hoàng trí đình cũng là tầm bí cảnh thực lực cường đại hắn gác thương lên đỉnh đầu vào thời khắc mấu chốt đón đỡ chiến trùy nện xuống mặc dù thân thể hắn trùn xuống nhưng vẫn có thể ngăn cản một kích này lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi hắn vừa mới nói chiến thuật của lăng hàn vô dụng kết quả hắn lại trúng chiêu lần nữa, không phải hắn tự tát vào mặt mình hay sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, như thế nào, gương mặt Hoàng Chí Đình đỏ bừng, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nâng thương đâm tới, chỉ cần giết Lăng Hàn diệt khẩu, chuyện xấu vừa rồi vĩnh viễn không lộ ra ngoài. Lăng Hàn cười ha ha, sát khí xung kích phối hợp với chiến trùy, hắn phân ra sử dụng sẽ không làm gì được đối phương, nếu tổ hợp với nhau sẽ sinh ra điều kỳ diệu. Sát khí công kích là năng lực sinh ra khi thất biến, cho dù là tầm bí cảnh cũng không thể miễn dịch, đã trúng chiêu một lần sẽ trúng chiêu lần thứ hai, nhiều lắm thời gian chỉ rút ngắn một chút mà thôi. Nhưng Lăng Hàn muốn chính là thời gian này, ngay sau đó chiến trùy lại đả kích, Hoàng Chí Đình sẽ trúng chiêu. Cứ theo đà này, Hoàng Chí Đình sớm muộn gì cũng bại. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Chí Đình im lặng, tiểu tử này đã dùng một chiêu hai lần, hết lần này tới lần khác lại hữu dụng, cũng làm hắn trúng chiêu. Thua một tên minh văn cảnh, nói đùa gì thế, nếu thua, hắn đứng mong ngẩng đầu lên được hắn cắn răng cuối cùng sử dụng át chủ bài của mình đó là một quân cờ a à, hắn ném ra một con mã hay một con pháo thời điểm lăng hàn nuốt nước bọt hoàng trí đình đã cầm quân cờ đập vào người mình trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc một đạo hào quang kim loại xuất hiện hóa thành một bộ khôi giáp che phủ thân thể hắn sách không ngờ lại dùng chiêu này ghê tởm dám ép ta dùng ngân lân chiến giáp hoàng trí đình đau lòng hắn bỏ ra cái giá lớn mới thu được quân cờ cũng không phải chiến giáp chân chính, mà là tiêu hao phẩm. Những kim loại màu bạc thông qua năng lượng kim loại cao cấp tạo thành, cho nên cũng bị hạn chế thời gian, đến thời gian sẽ tự động biến mất. Nhưng trong thời gian này, lực phòng ngự của hắn có một không hai trong tầm bí cảnh. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, trên người lang hàn có vạn tinh thạch, tiêu hao vì khối thần thạch xây dựng tiên cơ cũng đáng giá. Chết đi, Hoàng Chí Đình cầm thương đánh tới, thân thể hắn sinh ra ánh bạc óng ánh giống như chiến thần, lúc này, hắn vô cùng tự tin. Lăng Hàn sử dụng sát khí công kích, mặc dù vẫn có hiệu quả nhưng thời gian đã rút ngắn hơn rất nhiều, chỉ thấy Hoàng Chí Đình thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn vẫn miễn cưỡng đón đỡ điện quang của chiến trùy. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, Hoàng Chí Đình cười to, vùng thương đâm tới, hoặc đâm hoặc quét, hắn phát huy thế công đến cực hạn. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo, hắn vận dụng thân pháp né tránh qua lại, tốc độ cũng không kém tầm bí cảnh, hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Hắn muốn xem đối phương có thể duy trì trạng thái này bao lâu nhưng trên đường núi không xa lại xuất hiện hai người sẽ có người tới rất nhanh lăng hàn cao mày hắn không chiến đấu lập tức quay người bỏ chạy ngừng chạy hoàng trí đình vội vàng truy đuổi hắn đã dùng tới át chủ bài nếu không thể bắt lấy lăng hàn như vậy hắn sẽ ăn thiệt thòi lớn đáng tiếc tốc độ của hắn cũng tương đương lăng hàn ngay từ đầu còn có thể duy trì một đoạn khoảng cách nhưng đường núi vô cùng phức tạp hắn khống chế thân thể không bằng lăng hàn chỉ có thể thả chậm tốc độ mắt thấy sắp bị mất dấu hắn vội vàng ra tốc, lại đâm thẳng vào một vách núi, hắn trượt từ vách núi xuống đất, cũng may trên người hắn có chiến giáp màu bạc bảo vệ, bằng không chính là cảnh đầu rơi máu chảy. Bởi vì như thế hắn càng không theo kịp lăng hàn, lăng, hàn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn muốn phát tiết một ngạt trong lòng, hơn nữa còn muốn nhắc nhở người khác, cho dù hắn không đắc thủ cũng không thể cho lăng hàn dễ chịu. Sách, tâm lý của người này rất âm u. Thân thể lang hàn lướt đi rất nhanh, cho dù chậm hơn vận tốc âm thanh nhưng cũng nhanh kinh người. Trên đường đi hắn lại vượt qua mấy người, có không nhận ra hắn, có người nhận ra, tự nhiên tiến hành truy sát Lăng Hàn. Lăng Hàn không ham chiến, hắn dùng tốc độ bỏ qua đối phương, bởi vì không có bao nhiêu người có thể so tốc độ với hắn trên con đường này. Nửa ngày về sau, đường núi dần dần, dần dễ đi hơn rất nhiều. Lăng Hàn không dám khinh thường, hắn lấy ra hư không thú ra phủ lên người. Hiện tại có Hồng Thiên Bộ gia nhập, người này cực kỳ giảo hoạt, lại hiểu rõ về hắn, khẳng định sẽ có tính nhắm vào chỉ xích thiên nhai của hắn hắn không thể xuất hiện trắng trợn như vậy địa thế phía trước trống trải có thể giúp tầm bí cảnh thi triển hết tốc độ chỉ cần có đầy đủ người hoàn toàn có thể ngăn cản hắn dù sao lăng hàn không dám dùng chỉ xích thiên nhai tại nơi này vạn nhất đụng vào vách núi thì làm sao bây giờ hoặc rơi từ trên núi xuống hắn lặng lẽ lên núi tốc độ cực chậm lúc này hắn đặt an toàn lên hàng đầu hắn quan sát đến nếu như muốn phục kích ở nơi này bọn họ sẽ phục kích ở đâu nơi đó hắn phát hiện một nơi bí mật, sau đó lặng lẽ đi tới. Vào lúc tới gần, hắn phát hiện động tình, nơi này có ba người mai phục, đều là tầm bí cảnh. Ba người, lang hàn nhíu mày, nếu chỉ một người, hắn có thể dựa vào thiên văn ngọc hoặc mảnh vỡ mộ bia giải quyết, ba người lại không dễ làm. Dùng mảnh vỡ mộ bia ở cự ly gần sẽ để lộ dấu vết, có nguy hiểm cực lớn. Nếu dùng thiên văn ngọc, hắn sợ bị người khác nhặt được, không thể thu trở về. Làm sao bây giờ? chương 3992, Bẫy Liên Hoàn. Đây là Hồng Thiên Bộ An bài nhằm vào gia hư không thú, thiên văn ngọc và mảnh vỡ mộ bia. a à, quả nhiên, hiểu rõ mình nhất chính là địch nhân của mình. Hồng Thiên Bộ có thể xưng là kình địch của hắn, thiên phú võ đạo cực cao, vận khí vô cùng tốt, hơn nữa trí thông minh không kém. Thú vị, Lăng Hàn quả quyết bỏ qua suy nghĩ ra tay, thầm nghĩ may mắn tâm tư Hồng Thiên Bộ không ngoan độc hơn một chút, nếu như chỉ lưu nơi này một tầm bí cảnh, cố ý dẫn hắn xuất thủ, kỳ thật còn an bài cao thủ mai phục khắp bốn phía, như vậy hắn có khả năng chúng chiêu. Ta nói, ngươi kéo hai người chúng ta tới nơi này làm gì? Ba người kia nói chuyện, đúng thế, ngươi đừng quên, ngươi là mồi nhử. Má, ta không thể quên hình tượng mã thu linh khi bị đánh ngất xỉu, tiểu tử kia có bảo vật che giấu thân thể, vạn nhất ta chết thì làm sao bây giờ? Nếu là người chết sẽ vô duyên với bảo vật, cho dù như vậy ngươi cũng không thể tự tiện gọi ta tới đây chứ. Đúng vậy, ha ha, nếu không chúng ta trao đổi một chút người nào trong hai người các ngươi trông coi nơi này ta về phía sau lăng hàn nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh không phải hồng thiên bộ không nghĩ tới mà là đám người này làm hư gia hỏa thật độc cũng tính tới tâm tư của lăng hàn biết lăng hàn gặp một tầm bí cảnh đơn độc mai phục sẽ dám xuất thủ ai bảo hắn tức lộn ruột nếu hắn xuất thủ sẽ rơi vào bẫy của hồng thiên bộ độc thật sự độc chí ít lăng hàn không thể bán đồng bạn hay minh hữu như vậy hồng thiên bộ có thể làm không do dự cũng không biết hắn lừa gạt đám người này như thế nào, có thể sai bảo Tầm Bí Cảnh mai phục tại đây. Cho tới bây giờ, Tầm Bí Cảnh nghĩ tới nghĩ lui lại sợ hãi, từ đó kêu gọi đồng bạn tốt nhất tới đây, vừa vặn bị Lăng Hàn gặp được. Xèo, bóng người lóe lên, chỉ thấy Kim Ngọc Lộ lao tới, gương mặt nàng không vui. Hai người các ngươi ở đây làm gì, không quay trở lại. Lăng Hàn không có tâm tình xem tiếp, hắn lặng lẽ quay trở ra. Hắn có áp lực cường đại, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh cho dù là cảm bẫy thì thế nào, hắn hoàn toàn có thể cứng rắn dẫm vào, dựa vào thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng. Thực lực, thực lực, thực lực, lang hàn lặng lẽ vượt qua khu vực này, sau đó cởi ra hư không thú ra, nhét vào dưỡng nguyên hồ lô, mang theo thứ này đi đường không tiện, dù sao không phải mọc ra trên thân, chạy nhanh sẽ lộ ra sơ hở. Hắn đang muốn đi, đột nhiên tâm thần sinh ra báo động nguy hiểm, hắn không chút do dự dùng sắc chư ngăn cản. Phốc, một đạo công kích đánh tới, đánh vào thân sắc chư, mặc dù chiến lực của sắc chư rất cặn bã nhưng chỉ ít lực phòng ngự mạnh nhất dưới tiên đồ, không, đây không phải lực phòng ngự, mà là năng lực hấp thu, hóa giải toàn bộ lực công kích đánh vào. Hỗn đản ta đau quá, sắc chư phát ra tiếng kêu thảm, nó chảy nước mắt ròng ròng. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hồng Thiên Bộ đang đứng sau lưng hắn, trong tay có một thanh kiếm, mũi kiếm đâm vào thân sắc chư nhưng không thể tiến thêm một chút nào nữa. Trên mặt Hồng Thiên Bộ lộ ra thần thái khó tin, Hắn không thể dùng một kiếm xử lý Lăng Hàn. Soát, hắn lại xuất ra một kiếm, Lăng Hàn không quan tâm việc khác, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, biến mất trong nháy mắt. Phanh, lần thứ hai phát động chỉ xích thiên nhai, hắn đụng vào vách núi, máu mũi chảy ròng ròng. Hắn đau đớn chảy nước mắt, lại này lập tức chảy nước đại. Tâm tư của Hồng Thiên Bộ rất cẩn thận, hắn biết trước cảm bẫy có khả năng bị Lăng Hàn nhìn thấu, bởi vậy hắn mai phục ở phía sau. Cứ như vậy, nếu cảm bẫy phía trước vô dụng, hắn sẽ từ phía sau lao lên đánh một kích chí mạng, nếu Lăng Hàn không mắc lừa, hắn sẽ cảm thấy yên tâm, sử dụng phương thức bình thường đi đường, như vậy khi hắn phát động đánh lén sẽ có chín thành nắm chắc. Lăng Hàn tự trách, biết rõ tâm tư Hồng Thiên bộ ác độc, trí thông minh cực cao, tại sao hắn lại sơ suất như thế? Hắn vẫn khinh thường Hồng Thiên bộ, cũng may, hắn còn lưu lại một tay, không có nhét sắc chư vào trong dưỡng nguyên hồ lô, bằng không một kiếm kia không đâm vào tim hắn, cũng đánh hắn trọng thương. Đây chính là trả giá khi chủ quan, Lăng Hàn dùng thuốc xoa lên mũi, hắn cũng kiểm điểm bản thân sâu sắc, trong hiểm địa mạo hiểm thế này, hắn tuyệt đối không thể có một chút chủ quan và may mắn. Hắn tự nhắc nhở mình xong, Lăng Hàn tiếp tục đi đường. Trước kia hoảng hốt chạy bừa, hắn đi lệch hướng, lúc trở lại đường lớn, hắn cầm lấy ra hư không thú ẩn hình, vào lúc này, có thể nói hắn đưa mắt nhìn nơi nào cũng có kẻ địch, hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại sẽ không có kẻ nào quan tâm thân phận phủ chủ ngoại vụ phủ phủ của hắn đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cướp đoạt thần thạch. Sau khi trở về chính đồ, Lăng Hàn tiếp tục đi lên núi. Vào lúc ban đêm, hắn vẫn đi đường, dự định ban ngày nghỉ ngơi. Dùng cách ngược đời như thế sẽ gia tăng an toàn hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngừng lại, bắt đầu tu luyện. Sau khi hoàn thành sẽ nghỉ ngơi. A, à, lực lượng thiên địa cực kỳ hùng hậu, giống như đã có được sinh mạng lực. Hắn chỉ cần hấp dẫn nhẹ đã có lực lượng vô tận tràn vào thân thể việc này là do hoàn cảnh thiên địa biến hóa hay có quan hệ đến phiêu miểu phong mặc kệ lăng hàn vận chuyển công pháp hầu ca lại phối hợp công pháp phụ trợ thôi động kinh mạch trong cơ thể khuếch trương hiệu suất quá kinh người sau nửa giờ tu vi của lăng hàn tăng lên một mảng lớn dựa theo tốc độ này căn bản không cần bảo dược gì nhiều lắm nửa tháng là hắn có thể đạt tới tứ văn đỉnh phong trái tim lăng hàn đập thình thịch nếu như hắn có thể giữ nguyên tốc độ như vậy một tháng sau hắn sẽ là ngũ văn đỉnh phong lại thêm nửa tháng là lục văn đỉnh phong lại đột phá thất văn chẳng phải hắn sẽ có thực lực đối kháng tầm bí cảnh hay sao hắn tràn ngập chờ mong hắn bị truy sát suốt những ngày qua hắn đã sớm tức giận phát điên hắn muốn phản công ban ngày hắn trốn vào bên trong giữa nguyên hồ lô nghỉ ngơi chỉ cần tìm một nơi kín đáo đặt hồ lô vào có thể nói hắn vô cùng an toàn đến ban đêm hắn trở ra và đi đường a à, hắn đi không bao lâu lập tức phát hiện phía trước có một đống lửa rất nhiều người đang vây quanh hồng thiên bộ kim ngọc lộ và những người khác đều ngồi tại nơi này nơi này tất có bảo vật lăng hàn nói thầm trong lòng bằng không lấy tâm tính cao ngạo của hồng thiên bộ hắn có khả năng nhập bọn với những người này hay sao hắn đi tới gần chuẩn bị nghe lén những người này nói chuyện nhưng đám người này chỉ khoe khoang tán ngẫu hoàn toàn không có trọng điểm gì lăng hàn vô cùng nhàm chán vào lúc hắn định rời đi tự tìm hiểu tin tức những người này lại đổi đề tài cuối cùng đã nói ra thứ hắn muốn biết hóa ra những người này phát hiện một khối băng nguyên thạch ở đây. Băng nguyên thạch không phải thần thạch xây dựng tiên cơ, mà là một loại bảo vật phụ trợ tu luyện, có thể tụ tập lực lượng thiên địa. Cho nên nơi này có lực lượng thiên địa nồng đậm, nguyên nhân là vì băng nguyên thạch. chương 3993, lấy băng nguyên thạch. Khó trách những người này không chịu rời đi, băng nguyên thạch có thể tụ tập lực lượng thiên địa, cho dù sau khi bước vào tiên đồ, thứ này vẫn có tác dụng phụ trợ cực mạnh. Nhưng rất khó lấy băng nguyên thạch, cho nên những người này đang thương nghị làm sao thu lấy bảo vật này lang hàn lặng lẽ rời đi dựa theo lời những người này mục tiêu nằm ở phía trước đây là một vách núi cao chót vót trên vách núi có một gốc thanh tùng rất cao dưới thanh tùng có một khối đá nhỏ màu ngọc xanh nó đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt thứ này chính là băng nguyên thạch vì sao khó lấy mặc dù băng nguyên thạch nằm ở rất cao tầm bí cảnh muốn trèo lên vách đá quá dễ dàng lui thêm một bước yêu tộc hải tộc không có điều nhân sao hóa thành hình thái của mình và bay lên, cầm lấy bảo thạch không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì sau khi rời khỏi mặt đất sẽ có áp lực rất lớn, nếu không, bọn họ đã dễ dàng vượt qua hồ nước, chỉ cần dương cánh bay qua, con bạch tuộc cũng không có biện pháp gì. Chính bởi vì như thế, đám người cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đứng dưới nhìn lên. Băng nguyên thạch chân quý như vậy, ai nguyện ý rời đi? Lăng Hàn cũng ngẩng đầu nhìn sang, hắn làm cách nào để đạt được bảo vật này? Đáng tiếc, đám người phía sau quá gần, bằng không lăng hàn có thể dùng thiên văn ngọc đánh thử một cái. Chờ chút, lục hoa được hay không? Lăng hàn gọi lục hoa ra, nói, nơi này có áp chế, người có thể đột phá chướng ngại nơi đây hay không? Ta thử một chút, lục hoa nói, nàng tự mang hiệu quả ẩn hình, đương nhiên không sợ lộ tung tích. Lăng hàn không thể nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi. Một lát sau, lục hoa nói, phổ thân, áp chế quá lợi hại, ta không có cách nào. Ngay cả lục hoa cũng không có cách nào. Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn quyết định mạo hiểm thử xem, bảo vật này quá chân quý, hắn đã có vạn tinh thạch, bởi vậy chuyến đi phiêu miểu phong đã viên mãn, dù có lấy được thần thạch khác hay không, hắn cũng không quan tâm. Hắn nhất định phải đạt được băng nguyên thạch, hắn bắt đầu leo lên núi, chậm rãi leo lên trên. Sau khi bò mấy trượng, một áp lực cường đại ập xuống, gia hư không thú bị áp lực đè rơi ra ngoài. Chỉ có thể bọc lấy cho nên không đáng tin cậy, áp lực rất lớn sẽ lộ ra ngoài. Lăng Hàn một tay cầm ra hư không thú, hắn không có phủ lên người, bởi vì tư thế trước mắt không dễ làm. Cũng may chính là, đám người Hồng Thiên Bộ đang thương lượng làm cách nào lấy được băng nguyên thạch, cho dù trí thông minh của Hồng Thiên Bộ cao hơn nữa cũng không đoán ra Lăng Hàn lại liều mạng như vậy. Lăng Hàn tiếp tục leo lên, áp lực như núi, mồ hôi hắn rơi xuống như mưa. Hắn không gánh vác được, Lăng Hàn vẫn bỏ lên cao, trên thực tế hắn đã vượt qua cực hạn của rất nhiều người, bởi vì áp lực sẽ nâng lên theo cảnh giới mỗi người mỗi khác càng ngày càng cao chỉ còn cách một trường vào lúc này áp lực như núi hiện tại muốn động đẩy cũng miễn cưỡng tốc độ của lăng hàn càng ngày càng chậm hắn hơi xê dịch cũng làm xương cốt kêu răng rắc a à, dường như có âm thanh cách đó không xa đám người hồng thiên bộ đang thương lượng với nhau luôn có người đặc biệt thính tai vẫn có thể nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc hắn nhìn sang lập tức kinh hãi nói có người bò lên trên những người khác nghe xong, ánh mắt tập trung nhìn sang. Là ai? Trời, hắn leo cao như vậy. Sắp lấy được băng nguyên thạch. Tất cả mọi người kinh hô, bọn họ sợ hãi. Độ cao này làm bọn họ hâm mộ, cho dù là người nào cũng không thể đạt tới. Lăng, Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ nói ra, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên. Mặc dù hắn tự nhận mình quá hiểu Lăng Hàn, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Hàn dám trắng trợn xuất hiện như thế, dám leo lên lấy băng nguyên thạch. Hắn lại cười lạnh, bởi vì lăng hàn đã tự chui đầu vào lưới nghe ta an bài hồng thiên bộ nói đầu tiên không nên kinh động hắn chờ hắn lấy được băng nguyên thạch sau đó vây quanh hắn kim sư tỷ người bố trí tỏa long trận để hắn sẽ không thể thi triển chỉ xích thiên nhai hắn thuận miệng an bài cũng ngăn cản tất cả lộ tuyến chạy trốn của lăng hàn cũng thể hiện năng lực thống lĩnh cường đại tất cả mọi người nghe lệnh rời đi mặc dù sau khi bắt lấy lăng hàn sẽ có một trận tranh đoạt nhưng trước đó bọn họ vẫn chung sức với nhau Lăng Hàn cũng nhìn thấy tình huống bên dưới, nhưng hắn đã quyết định phải mạo hiểm nếm thử, tự nhiên cũng dự kiến được tình huống này, nội tâm hắn không hoảng hốt, bò lên trên cao. Tốc độ của hắn bây giờ dùng tấc mà tính, phải bò từng tấc lên cao hơn, mỗi khi tiến lên một tấc, hắn sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, xương cốt toàn thân không ngừng kêu vang, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Có thể nói xương cốt cứng rắn, Lăng Hàn tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới tiên đồ. Bởi vì hắn trải qua 7 lần tôi xương, xương cốt cứng rắn tới mức tầm bí cảnh cũng không thể so sánh. Còn 7 thước, còn 5 thước, còn một thước, lăng hàn vươn tay, hắn đã chạm tới băng nguyên thạch. Tất cả mọi người nhìn nhau, trái tim như treo trên cổ họng, bọn họ đều hy vọng lăng hàn có thể thành công. Sau khi thành công, bọn họ mới có thể cướp lấy băng nguyên thạch trong tay lăng hàn. Lăng hàn vươn bàn tay ra ngoài chạm đến băng nguyên thạch, hắn nắm lấy tảng đá, xèo, hắn thu vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Hắn nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi người đang chờ hắn xuống một khi hắn bước xuống đất tất cả mọi người sẽ phát động công kích vào hắn cướp đoạt băng nguyên thạch vạn tinh thạch nhưng hắn dám mạo hiểm như vậy hắn cũng có thủ đoạn dự phòng lang hàn lấy thiên văn ngọc ra sau đó hắn buộc dưỡng nguyên hồ lô lên lại sử dụng niệm lực áp xúc các vị sau này còn gặp lại hắn cười cười bỗng nhiên ném thiên văn ngọc ra ngoài xèo niệm lực hắn vừa bộc phát thân thể hắn cũng tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô Thiên Văn Ngọc vạch phá không gian và lao nhanh ra ngoài. Nó lập tức hồi phục sức nặng vạn cân, lại dùng xu thế không gì cản nổi lao ra bên ngoài. Không người nào dám cản, nặng vạn cân, cho dù hiện tại chỉ lao đi với vận tốc gấp 7 lần âm thanh, uy lực của nó vẫn cực kỳ kinh khủng, chỉ ít không phải tầm bí cảnh có thể ngăn cản được, ai cản ai chết, dù sao bản thân Thiên Văn Ngọc chính là tài liệu nhị cấp. Ầm, um, lúc Thiên Văn Ngọc bay ra một đoạn khoảng cách, đột nhiên không khí xuất hiện một đạo gợn sóng, giống như bị xuyên thủng. Kim Ngọc Lộ bày ra trận pháp cũng không thể tối buộc Thiên Văn Ngọc, trận pháp bị xuyên qua. Đây cũng là việc Hồng Thiên Bộ không ngờ tới, Lăng Hàn sử dụng phương thức như vậy phá vây, hơn nữa hắn còn thành công. Một nháy mắt mà thôi, Thiên Văn Ngọc đã kéo ra một đoạn khoảng cách thật xa, nơi xa sinh ra tiếng cộng hưởng, Thiên Văn Ngọc nặng vạn cân, nó dùng xu thế khủng khiếp lao ra ngoài, lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Đuổi theo, đám người sướng sờ sau đó xông ra ngoài, bỗng nhiên bọn họ ý thức được, Lăng Hàn đột nhiên biến mất, khẳng định đã tiến vào trong hồ lô, hồ lô có thể thu vật sống chính là bảo vật vô cùng chân quý, cho dù là hóa linh chân quân cũng phải động tâm. Cho dù là vạn tinh thạch hay băng nguyên thạch, hoặc là dưỡng nguyên hồ lô, thứ nào cũng là trí bảo người ta đánh nhau vỡ đầu mới có được. chương 3994, ruộng hoa, lang hàn bước ra khỏi dưỡng nguyên hồ lô, hắn thi triển chỉ xích thiên nhai và biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm đám người hồng thiên bộ chạy đến nơi này thì hắn đã biến mất không còn bóng dáng. Nơi xa, Lăng Hàn nở nụ cười, hắn mượn bóng đêm rời đi. Lúc này, Hồng Thiên Bộ đã rất đau lòng, một đêm trôi qua, Lăng Hàn lấy Băng Nguyên Thạch ra và bắt đầu tu luyện. Thứ này có thể tụ tập lực lượng thiên địa, lấy Băng Nguyên Thạch làm trung tâm, khoảng cách càng gần, lực lượng thiên địa càng nồng đậm, Lăng Hàn vận chuyển công pháp Hầu Ca, hắn phát hiện lực lượng thiên địa như hóa thành thực chất, hầu như không cần hắn chủ động hấp thụ cũng tự động chui vào cơ thể hắn. Sau đó hắn thi triển công pháp phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh như hỏa tiễn phía trước cách hắn thật xa, tốc độ tu luyện còn tăng lên gấp vài lần, hiện tại hắn cầm băng nguyên thạch tu luyện đã nhanh như thế, về sau còn nhanh cỡ nào. Nửa tiếng sau, gương mặt lăng hàn xuất hiện thần thái cổ quái, hắn cho rằng phải mất 15 ngày mới có thể trùng kích ngũ văn, hiện tại chỉ cần một ngày là được. Khoa trương, quá khoa trương, nhưng lăng hàn dùng đồng thuật quan sát, phát hiện băng nguyên thạch đã nhỏ đi một ít, mặc dù chỉ là biến hóa vi diệu nhưng sự thật đúng là như vậy. Nói cách khác, băng nguyên thạch là tiêu hao phẩm. Quá đáng tiếc, nếu có hiệu quả vĩnh viễn thì tốt biết bao nhiêu. Lăng Hàn có suy nghĩ không biết đủ, dựa vào tốc độ tiêu hao hiện tại, Băng Nguyên Thạch dễ dàng trợ giúp hắn đột phá khai khiếu cảnh. Hắn thu hồi Băng Nguyên Thạch, lại tiến vào Giữ Nguyên Hồ Lô nghỉ ngơi. Đám tiểu hoa nhi cũng đòi ra ngoài, các nàng quá nhàm chán khi ở trong hồ lô. Sau khi đám người đi lên núi, sau khi đi một lúc, phía trước xuất hiện một biển hoa. Nơi này thật sự là biển hoa, màu đỏ, màu tím, màu vàng biển hoa có đủ màu sắc, xinh đẹp không gì sánh kịp. Dường như nơi này đã được quy hoạch tốt, cùng một loại hoa sẽ sinh trưởng cùng một địa phương, chỉnh tề không gì sánh được. Lăng Hàn đi vào trong biển hoa, nhưng cảnh vật trước mắt hắn lại thay đổi, từng gốc hoa cỏ bình thường lại biến thành những cây đại thụ che trời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn kinh ngạc, vì sao hoa cỏ lại biến lớn? Không đúng, là mình nhỏ đi. Lăng Hàn lui về phía sau mấy bước, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, hoa cỏ chỉ tới đầu gối của hắn thú vị hắn muốn đi vòng qua biển hoa lại phát hiện hai bên đều là vách núi căn bản không thể đi vòng qua không có biện pháp hắn không thể làm gì khác hơn là tiến vào trong biển hoa từ đó lao nhanh ra ngoài hắn nhanh chóng vượt qua ruộng hoa này phía trước xuất hiện cây cối màu tím cao lớn nơi này chính là khu vực của hoa cỏ màu tím nhưng bây giờ lại thành đại thụ màu tím lá cây cao lớn tươi đẹp từng nụ hoa khoe sắc trong nắng lang hàn tiếp tục tiến lên chẳng qua hắn đi vài chục phút hắn lại thông qua khu vực ruộng hoa này, phía trước là những đại thụ màu vàng. Hắn lại lướt qua rất nhiều ruộng hoa như thế, hắn lại cau mày, vì sao không đi tới điểm cuối cùng. Không đúng, hắn nhớ cái nơi này chỉ có 20 luống ruộng hoa mà thôi, hắn đã xuyên qua ít nhất 21 luống như thế. Hắn muốn leo lên cây giò xét, tay hắn vừa chạm vào đã rút về, hắn nhìn thấy bàn tay đỏ lên và ngứa ngáy. Không thể chạm vào hoa cỏ nơi đây, có độc, Lăng Hàn vội vã cầm một túi nước sạch rửa tay, nhưng đã chậm, qua một lúc tay phải sưng đỏ, đã lớn gấp bốn lần lúc ban đầu, nó sưng to lên như móng heo. Ha 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 ha, đám tiểu hoa nhi cười to, heo mập cũng hả hê, nó không ngừng phát ra tiếng hộp ịch. Lăng hàn thở dài, độc tính không nặng, cũng không tạo thành trọng thương, hắn chỉ cảm thấy ngứa và khó chịu. Hắn thử dùng đồ vật bao tay lại, trên những hoa cỏ này có một tầng dầu, có tác dụng ăn mòn rất mạnh, quần áo hay các đồ vật khác sẽ bị ăn mòn. Hiển nhiên, biện pháp này không thể thực hiện được. Nếu có thể đứng trên đỉnh cây xem, tất cả đều nằm trong mắt mình, khi đó hắn dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng tình huống hiện tại đã khác. Đi như thế nào, nơi này là mê hồn trận sao? Mấu chốt là, Lăng Hàn không phát hiện ra bất cứ dấu vết trận pháp nào. Hắn phát động đồng thuật, vẫn không nhìn thấy cái gì. Phổ thân, người không nên uổng phí khí lực, đây là thiên địa đại thế. Nhị Hoa nói, phổ thân không bước vào tiên đồ, không thể nhìn ra thiên địa hình thành đại thế. Người cũng nhìn không thấu sao. Lăng hàn hỏi, nhị hoa lắc đầu, trừ phi ta lớn thêm chút nữa, lẽ nào phải ở lại nơi này tới khi thiên hoang địa lão? Lăng hàn thì thào, phụ thân không cần bi quan như thế, thiên địa hình thành đại thế đều lưu cho chúng ta một đường sinh cơ. Nhị hoa nói, cho nên, chỉ cần phụ thân quan sát kỹ là được. Tình thế kém nhất là chờ thêm một ít thời gian, chờ đại thế tự biến mất. Đại hoa nói, thiên địa vận chuyển, thế có khi mạnh khi yếu, vận chuyển tới một khắc nào đó thì uy lực trận pháp sẽ lớn nhất tới một khắc nào đó sẽ suy yếu trở về không. Nói cách khác, chờ đến khi thiên địa đại thế yếu nhất, chúng ta mới có thể đi ra. Lăng Hàn nói, lý luận là như thế, nhưng không bài trừ vận khí của phụ thân quá tốt, nhắm mắt vẫn có thể đi ra ngoài. Tam Hoa cười hì hì nói, nếu là một cái mê huyễn trận, không có sát cơ, tin tưởng không khó thoát ra ngoài. Lăng Hàn không hề từ bỏ, hắn vẫn đi trong ruộng hoa, cho dù hắn đi thế nào cũng không thể thoát ra ngoài. Đây là thiên địa đại thế, là trận pháp thiên nhiên, hắn phải lên cấp tiên đồ mới có thể phá giải. Lúc này, hắn bắt đầu tu luyện, lấy băng nguyên thạch ra, hắn cầm trong tay, lực lượng thiên địa hội tụ quanh người hắn. Nửa giờ sau, Lăng Hàn ngừng lại, hắn nở nụ cười vui vẻ, hắn đã tu đến tứ văn đỉnh phong, sau đó hắn có thể trùng kích ngũ văn. Đột nhiên, hắn có cảm giác nguy cơ, hắn đứng lên và nhìn ra sau, chỉ thấy một nam tử đang lặng lẽ tiềm hành về phía này, thấy Lăng Hàn nhìn sang, hắn lại cảm thấy xấu hổ người này muốn đột nhiên giết tới không nghĩ sẽ bị lăng hàn bắt được hiu sau khi người nọ sướng sốt hắn lập tức tấn công lăng hàn tên này là cường giả tầm bí cảnh trong tay hắn cầm một thanh kiếm kiếm khí bay lượn khắp nơi bụi mù bắn lên tung tóe lăng hàn sử dụng sát khí trùng kích người nọ cứng lại trong tích tắc bởi vì tranh lệch cảnh giới quá lớn hắn chỉ dừng lại trong nháy mắt ngay sau đó hắn tấn công lần nữa nhưng lúc hắn dừng lại lăng hàn đã có đủ thời gian phản ứng đinh 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 Lăng Hàn lấy chiến trùy ra kịch chiến với người nọ. Nhưng pháp khí của người này đã đạt tới cấp độ nhất tinh, Lăng Hàn không chiếm chút ưu thế nào, chẳng khác gì lấy trứng trọi đá. Không đùa nữa, Lăng Hàn cười nói, hắn thu đám tiểu oa nhi vào trong hồ lô, việc trọng yếu nhất hiện tại là đột phá khai khiếu cảnh, chỉ cần hắn bước vào tầng thứ này, cái gì tầm bí cảnh, tất cả chỉ là cặn bã trong mắt hắn. Không cần thiết lãng phí thời gian, đừng chạy, người nọ đâm một kiếm tới, Lăng Hàn không quay đầu lại, hắn sử dụng sắc chư ngăn cản. Trường 3995, Tu Vi tăng mạnh. Trường kiếm đâm vào thân sắc chư nhưng không cách nào tiến thêm nửa bước. Sắc chư tuyệt đối là tấm chắn tốt nhất, có thể hóa giải tất cả công kích mà nó nhận, sẽ không ăn một chút lực tác dụng nào. Nhưng nó lại rất đau, sắc chư phát ra tiếng kêu thảm, nếu có thể, nó tuyệt đối sẽ cắn chết lăng hàn. Dám làm chư ra ăn nhiều đau khổ Lăng Hàn thu hồi sắc chư Hắn tiếp tục chạy trốn Đừng chạy, người kia vội vàng đuổi theo nhưng nơi này đều là hoa cỏ lớn trên mỗi gốc đều có độc tố mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đụng vào sẽ ngứa ngáy khó chịu sẽ không ai nguyện ý chạm vào bởi vậy tốc độ của lăng hàn và người nọ rất chậm hoàn toàn không thể phát huy ra tốc độ vốn có dưới hoàn cảnh như vậy ai khống chế thân pháp tốt hơn tốc độ sẽ nhanh hơn lăng hàn dần dần kéo dài khoảng cách với người kia xưng tên đi qua mấy ngày nữa ta sẽ làm thịt ngươi lăng hàn nói vọng trở về Hừ, bản thiếu tư không hoàn, người có giỏi thì tới giết ta." Người kia đáp lời, tự nhiên không có khả năng sợ hãi, Lăng Hàn còn cách tầm bí cảnh một con đường rất dài. Lăng Hàn gật đầu, dù sao hắn đã nhớ ký tướng mạo của người này, cho dù tư không hoàn cũng không phải tên thật của hắn, hắn cũng có thể tìm ra và xử lý. Hắn tăng thêm tốc độ, cũng nhanh chóng biến mất trong bụi hoa. Tìm một nơi chôn hồ lô xuống, chỉ lộ ra miệng hồ lô trong góc ẩn khuất, sau đó Lăng Hàn cũng tiến vào bên trong. Hắn muốn bắt đầu xung kích ngũ văn. Chuyện đột phá bình thường như ngũ văn, Lăng Hàn cảm thấy quá dễ dàng, chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vậy, qua nửa ngày sau, hắn đã vẽ minh văn lên thận khí, số lượng hoa văn vẫn là 117 vạn, khó có thể tăng lên. Trên thực tế, số lượng trăm vạn cũng đã là cực hạn, hiện tại, hắn đã đánh phá cực hạn, làm người cũng không thể quá tham lam. Hắn có một ý niệm, minh văn trong ngũ tạng tỏa sáng và gia trì chiến lược của hắn, đồng thời cũng gia tăng hiệu quả bảo vệ cơ thể trong cơ thể con người, trừ tim, gan, lá lách, phổi, thận da, còn có dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang, nếu khắc minh văn lên chúng, năng lực phòng ngự tự thân sẽ tăng lên rất lớn. Ở chỗ này, bất diệt thiên kinh cũng không phải rất mạnh, tu hành mỗi cảnh giới đến mức cực hạn, đây mới là vương đạo. Cho dù những kẻ được gọi là thiên tài cũng chỉ tu đến lục văn, vẫn chưa từng nghe nói thất văn tồn tại, muốn khắc minh văn lên dạ dày, ruột, gan, sẽ có bao nhiêu đường vân tồn tại. 10 đường vân, 15 đường vân, có thể đạt tới mức nào? Từ nhất văn đến ngũ văn, đây là cấp độ sinh mệnh tăng vọt, trong mỗi một cảnh giới, cấp độ sinh mệnh tăng lên là có cực hạn, người bình thường là 5, thiên tài là 6, những quái thai như ta có thể đạt tới 7. Cho nên, muốn đạt tới 8 lần cấp độ sinh mệnh tăng vọt là không thể nào, nếu khắc minh văn lên phủ tạng trong cơ thể, gia tăng lực phòng ngự của chúng cũng không khó khăn. Lang Hàn nghĩ thầm, tiến cảnh của hắn hiện tại quá nhanh, 2-3 ngày sau sẽ có tư cách xung kích lục văn, lại qua hai ba ngày nữa sẽ xung kích thất văn, cho nên, hắn hiện tại căn nhắc sẽ có bao nhiêu đường vân, cửu vân thậm chí là nhiều đường vân hơn nữa. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian đi qua lại trong cánh đồng hoa, hắn minh tường trong hồ lô, có đôi khi cũng thảo luận với bảy tiểu hoa nhi, nói ra ý nghĩ của hắn. Thất văn, bảy tiểu hoa nhi kinh hô, sau đó cùng nhau lắc đầu. Phụ thân, năm là cực hạn, sáu chính là đánh vỡ cực hạn, bảy là không tồn tại trên thế gian. Nhị hoa nghiêm túc nói. Lăng Hàn kinh ngạc, cho dù bảy tiểu hoa nhi không gì không biết, không cho rằng có thất biến, thất cốt, thất văn tồn tại, cho nên, trong lịch sử không người nào có thể đạt tới cực hạn trong cực hạn sao. Hắn nhìn sang sắc chư, sắc chư hừ hừ, nó đang tức giận, hoàn toàn không để ý tới hắn. Nhưng mà, phụ thân chỉ khác minh văn sẽ không tăng cấp độ sinh mệnh lên, chuyện này vẫn có hy vọng. Đại hoa gật đầu, trong trí nhớ của ta, tiên dân đã thực hiện, điều kiện tiên quyết là đạt tới lục văn, thời điểm trùng kích lục văn phải đồng thời tiến hành khắc minh văn lên những tạng phủ khác nhưng làm như vậy sẽ giảm uy lực lục văn xuống dù sao tinh lực của người có hạn hơn nữa minh văn của mỗi người đến hậu kỳ cuối cùng số lượng đường vân sẽ nhiều hơn khí quan có nhiều minh văn mặc dù có thể gia tăng lực phòng ngự nhưng lại thấp lực công kích nhất định cho nên chẳng có sáng đúc có tròn khuyết không có khả năng thập toàn thập mỹ lục hoa nói bổ sung lang hàn chậm rãi gật đầu hắn cũng không quan tâm thời điểm lục văn có thể khác được bao nhiêu minh văn, bởi vì hắn đã sớm đẩy số lượng hoa văn đạt tới cực hạn, cho dù lục văn bớt đi mấy vạn hoa văn cũng không ảnh hưởng đến mình, khác nhau ở chỗ cơ quan nội tạng khác sẽ có năng lực phòng ngự mạnh hơn. Hoa văn càng nhiều, khí quan sẽ tràn ngập sức sống, từ minh văn qua tim, lá gan và các khí quan khác là biết. Cho nên, Lăng Hàn tận khả năng khác minh văn của mình lên các khí quan. Nhất tâm đa dụng, Lăng Hàn nghĩ thầm, chỉ có biện pháp này, thời điểm trùng kích thất văn, hắn đồng thời mang minh văn còn thừa khác lên các khí quan khác yêu cầu thấp nhất chính là đạt tới trăm vạn đường vân hắn thỉnh thoảng bước ra khỏi hồ lô quan sát bên ngoài nhìn trạng thái đại trận thiên nhiên có biến mất cho phép người ta thông qua hay không nhưng chu kỳ vận chuyển của đại trận này khá dài chỉ ít hiện tại chưa phải là thời khắc nó suy yếu lang hàn tiếp tục chờ đợi hắn không ngừng mô phỏng tiến trình thất văn bởi vì khi đó hắn muốn khắc minh văn lên tất cả nội tạng của mình hắn chưa từng nghĩ thất văn không thể thực hiện được nếu thật như thế hắn khác gì các lục văn phổ thông ta nhất định có thể ngay từ đầu lúc hắn bắt đầu tu luyện được băng nguyên thạch trợ giúp cho nên tiến cảnh của hắn cực nhanh một ngày có thể tương đương tu hành một năm nhưng băng nguyên thạch có khuyết điểm rất lớn đó là phạm vi ảnh hưởng rất lớn đó là hấp dẫn lực lượng thiên địa chung quanh vào một khu vực cho nên dễ dàng dẫn địch nhân của lăng hàn tới gần hắn bị truy sát không ngừng đáng giận nhất là chưa kết thúc tu luyện đối thủ đã giết tới hắn không thể không dừng tu luyện Đúng thế, hắn dự tính đột phá ngũ văn trong hai hoặc ba ngày, bây giờ lại kéo tới ngày thứ năm. Vấn đề là, băng nguyên thạch vẫn tiêu hao như thế, Lăng Hàn đau lòng muốn chết. Đám hỗn đản kia, chờ ta bước vào thất văn, ta sẽ giết tất cả. Hắn đã phát bực, ánh mắt đầy sát khí. Qua năm ngày sau, hắn đã đạt tới ngũ văn đỉnh phong, có thể xung kích lục văn. Sinh mệnh bảo quả đầy đủ, Lăng Hàn không do dự xung kích. Đối với người khác, lục văn là đánh vỡ cực hạn, cũng rất khó khăn, thiên tài phổ thông cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, chỉ ít cũng phải là thiên tài nhất tinh mới có hy vọng. Còn với Lăng Hàn, Lục Văn tương đương người khác đột phá ngũ văn, có chút độ khó nhưng không có vấn đề gì cả. chương 3996 Thất Văn, tất cả thuận lý thành trương, vô cùng đơn giản, chỉ hơn 3 giờ, Lăng Hàn đã đột phá đến Lục Văn. Còn kém một tia, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, cho dù chưa thể đột phá khai khiếu, chỉ cần bước vào thất văn, hắn nhất định có được chiến lược địch nổi tầm bí cảnh không cần dựa dẫm vào pháp khí, thiên văn ngọc, gia hư không thú, hắn có thể dựa vào thực lực bản thân, chân chân chính chính đọ sức chính diện với tầm bí cảnh. Hắn muốn làm chính là tu luyện trong mấy ngày nay, lục biến không hổ đã đánh vỡ cực hạn, không gian tăng lên của ta hiện tại còn lớn hơn ngũ văn rất nhiều, cho nên ta cần thời gian 3-4 ngày mới có thể đạt tới đỉnh phong. Lăng Hàn tự nói với mình, cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, nguyên nhân chính là sau khi phá vỡ cực hạn, không gian tăng lên không còn lớn giống như cảnh giới thấp. Thời điểm thông mạch cảnh, đạt tới 20 mạch và 12 mạch, tranh lệch này có thể nói đã lớn như lên trời, một người 20 mạch đủ quét ngang trăm người 12 mạch. Nhưng đến minh văn cảnh, cho dù là lục văn cũng chỉ tương ứng với bốn người ngũ văn. Cho nên, muốn yêu nghiệt vô địch, nhất định phải đột phá trên cơ sở cực hạn. Lang Hàn tiếp tục mô phỏng quá trình thất văn, hắn nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, đồng thời khắc tất cả minh văn còn thừa lên nội tạng, độ khó của việc này cực cao, lại cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải làm không có sơ hở nào. Tu luyện lúc sáng sớm, Băng Nguyên Thạch không thể giấu được và bại lộ vị trí của hắn, có ít người còn tốt, không đạt tới tầm bí cảnh đỉnh phong, bọn họ tiến hành tu luyện buổi sáng. Nhưng có ít người đã là tầm bí cảnh đỉnh phong, không cần tu luyện, bọn họ lập tức lao lên chém giết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình tu luyện của Lăng Hàn. Thậm chí có một lần hắn đối mặt với Hồng Thiên Bộ, người này phi thường quả quyết, mặc dù mới vừa bước vào tầm bí cảnh hắn không cần tu luyện buổi sáng, trước tiên giết tới nơi này. Ở chỗ này, Lăng Hàn không có khả năng thi triển chỉ xích thiên nhai, khống chế thân thể bản thân, đại yêu nghiệt như hồng thiên bộ không kém Lăng Hàn bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều đuổi theo sau hắn, không có biện pháp vứt bỏ. Bởi vì đặc biệt đúng dịp, xu thế thiên địa biến hóa và ảnh hưởng tới trận pháp, kết quả Lăng Hàn xuyên thấu qua cánh đồng hoa mới, hồng thiên bộ đột nhiên biến mất, giống như hắn biến vào thế giới khác. Trận pháp thật kỳ diệu, Lăng Hàn bắt giữ huyền diệu trong đó, sau một hồi, hắn lắc đầu, cảnh giới quá thấp, căn bản không thể lĩnh ngộ. Không đạt đến tiên đồ, hắn không thể nhìn ra đầu mối. Lăng Hàn nắm chặt thời gian, hắn nắm chắc một ít thời gian cuối cùng và bắt đầu tu luyện, sau đó lại tìm nơi tránh né và mô phỏng quá trình thất văn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua, Lăng Hàn không vội, dù sao mục tiêu của hắn đã đạt thành, có một khối thần thạch đỉnh cấp xây dựng tiên cơ, cho dù về sau không có thu hoạch cũng không quan trọng. Bởi vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến ngày thứ 9, Lăng Hàn mới đạt tới Lục Văn đỉnh phong. Suốt cục đã đến, Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động trong lòng. Chỉ cần bước qua một bước này, khi đó hắn sẽ đi báo thù. Đến, hắn vào trong dưỡng nguyên hồ lô và bắt đầu xung kích thất văn. Việc này quá khó khăn, nhớ ngày đó Lăng Hàn đạt tới thất biến, vị diện lực trong người bộc phát, hắn vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, lúc trước còn không biết làm cách nào đạt tới thất biến. Mà thất cốt xương cốt của hắn tan vỡ, hắn tìm đường sống trong cõi chết. Phải làm thế nào đạt tới thất văn, có phải khắc tất cả vào gan hay không? Lăng Hàn nghe rằng, nếu thực như thế, hắn có chết trước hay không? Dù sao hắn hiện tại không có bất diệt dịch khôi phục thân thể, cũng không có dục hỏa trùng sinh sống lại lần nữa. Lăng Hàn lắc đầu, cực cốt cảnh gần nát xương, nhưng minh văn cảnh tuyệt không có khả năng phá tan cơ quan nội tạng, cả hai phương hướng không nhất trí với nhau. Hắn có rất nhiều suy nghĩ, hiện tại hắn suy diễn và loại bỏ rất nhiều phương pháp hắn không tức giận nếu thật đạt tới thế gian có truyền thuyết thất văn hay không lang hàn lại tiến hành nếm thử lần này hắn thúc giục sáu khí quan khác minh văn cùng một lúc ý đồ dùng cách này cộng minh với khí quan khác từ đó bước ra một bước chưa từng có sau một hồi hắn ngạc nhiên phát hiện dạ dày lại sinh ra cộng hưởng nhưng hắn thử một chút mới phát hiện hưởng ứng quá yếu ớt vẫn không thể gây ra cấp độ sinh mệnh nhảy vọt làm sao bây giờ Phương hướng là đúng nhưng dường như thiên địa tăng thêm hạn chế, tuyệt không cho phép có cực hạn bảy xuất hiện, cho dù là thất biến, thất cốt hay thất văn, nếu sử dụng thủ đoạn bình thường sẽ không có khả năng đạt tới. Nhưng Lăng Hàn lại có thủ đoạn đặc thù, niệm lực của hắn hơi động, toàn bộ sinh linh trong nội thế giới cùng nhau hưởng ứng, nhau nhau phóng thích niệm lực ra ngoài, giống như dung hợp suy nghĩ với Lăng Hàn. Mặc dù những niệm lực này đến từ hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng toàn bộ đến từ nội thế giới của Lăng Hàn, có thể xem như một bộ phận thân thể của hắn, cho nên dung hợp không xảy ra vấn đề, niệm lực lăng hàn càng ngày càng cường đại. Hắn chỉ có thể mượn tạm thời, nếu rút ra vô tận, như vậy toàn bộ sinh linh trong nội thế giới sẽ đi sống lại. Oanh, niệm lực khủng bố dâng trào, chỉ tác dụng lên nội bộ lăng hàn nhưng không khác gì tạo ra thế giới mới, từ đó bị thiên địa này bài xích. Địa bàn của ta, ta làm chủ, thất văn, mở cho ta, oanh. Thiên địa bên ngoài sinh ra tiếng nổ như sấm sét, dường như tràn ngập tức giận trước hành vi đại nghịch bất đạo của Lăng Hàn. Lăng Hàn hét một tiếng thật lớn, lợi dụng cơ hội trong nháy mắt và tiến hành dung hợp. Bang, 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 toàn bộ tòa thần sơn phiêu miểu phong xuất hiện mưa to gió lớn, trên đầu sinh ra mây đen cuồn cuộn, có thiểm điện không ngừng xẹt qua, giống như thế gian xuất hiện vật tà ác gì đó, muốn hạ xét tiêu diệt. Đây không phải chuyện đầm rồng hang hổ, trong truyền thuyết có không ít tà vật cường đại bị thiên lôi xử lý. Trong cánh đồng hoa, nội tâm mọi người lo sợ, bởi vì thiên uy đang nhắm vào cánh đồng hoa, nội tâm bọn họ lạnh lẽo, vạn nhất thực sự dáng thiên phạt, bọn họ có thể sống sót hay sao? Bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại lạc đường trong cánh đồng hoa, cũng không thể thoát ra được. Khí xuất hiện trên dạ dày của Lăng Hàn, xuất hiện một đóa hoa văn màu vàng. Thất văn, mặc dù chỉ là một đóa hoa văn nhưng cũng đại biểu đây là thất biến. Dầm dầm dầm, sấm sét không ngừng, cấp độ sinh mệnh của Lăng Hàn bắt đầu tăng vọt, đây là việc ông trời cũng không thể ngăn cản nổi, trong thân thể hắn sinh ra biến hóa kịch liệt, đây là cấp độ sinh mệnh kịch biến. Đột nhiên nổi lên sấm sét, dường như có tính nhắm vào. Hồng Thiên Bộ thì thào, dựa theo cổ tịch, việc này có hai khả năng, có Tiên Thiên Thần thể hàng thế, hoặc là có chuyện nghịch thiên, có chuyện nghịch thiên, đã có sinh linh nào đó làm ra chuyện phản nghịch thiên địa, cũng có thể sự tồn tại của bản thân đã phản nghịch thiên địa. Chẳng lẽ là Lăng Hàn, chương 3997, thổi hơi thành kiếm. Có thể nói, Hồng Thiên Bộ là người phi thường để mắt đến Lăng Hàn, hắn suy nghĩ tới Lăng Hàn trước tiên, mặc dù không có chứng cứ, hồng thiên bộ cao mày, hắn dung hợp với con mắt thái cổ hung thú nhưng ông trời vô cùng bình tĩnh, cũng không có biến hóa gì. yêu nhiệt như hắn vẫn không thể kinh động thiên địa, lang hàn lại làm được. rốt cuộc tiểu tử này làm chuyện kinh thiên động địa gì? hồng thiên bộ vô cùng tò mò, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, lang hàn càng yêu nhiệt, hắn càng khó giết đối phương. không chỉ hồng thiên bộ, những người đến từ lồng giam như kim ngọc lộ cũng biết được càng nhiều bọn họ kinh hãi, cho dù người đến từ thế giới võ đạo cực thịnh cũng ít khi xuất hiện việc này. Kim Ngọc Lộ biết, có một đại tộc chế tạo ra pháp khí kinh khủng, có thể thôn vệ máu của vạn tộc để tiến hóa không ngừng, thời điểm bọn họ sử dụng pháp khí này tiến hành đại đồ sát, thiên địa tức giận, một tia chớp sáng xuống đánh nát pháp khí, cũng oanh sát mấy đại năng điều khiển pháp khí. Từ đó về sau, đại tộc biến thành tộc đàn phổ thông, hiện tại đã không còn tin tức. Ở nơi này có pháp khí tà ác xuất thế hay sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi đột phá thất văn, Lăng Hàn nhất tâm đa dụng, đồng thời tiến hành khắc minh văn lên nội tạng. Tốc độ của hắn nhanh chóng, bởi vì 100 vạn đạo hoa văn chỉ là trích dẫn, không cần hắn sử dụng đầu óc suy nghĩ, hắn chỉ cần nhất tâm đa dụng mà thôi. 30 vạn đạo, 50 vạn đạo, 80 vạn nói. 100 vạn đạo, a, à, làm cách nào gia tăng hoa văn? Lăng Hàn giật mình, hắn phát hiện tiến trình thất văn đã kết thúc. Là thời gian ngắn hơn, không có Lăng Hàn lắc đầu, tiến trình thất biến cũng lâu hơn hiện tại, nhưng bởi vì hắn đồng thời khắc minh văn lên rất nhiều cơ quan nội tạng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, cho nên minh văn của hắn đạt tới 100 vạn thì thất biến cũng kết thúc. Nhưng 100 vạn đạo, đã đủ mạnh mẽ, phải biết, Lăng Hàn cũng không chỉ khắc 100 vạn đạo hoa văn lên dạ dày, mà là tất cả khí quan còn lại, như thế tính toán ra, thất văn của hắn cực kỳ kinh khủng. Bất kể nói thế nào, thất văn đã kết thúc, hắn cũng đạt được kết quả mình mong muốn. Cũng khắc minh văn lên tất cả khí quan. Việc này mang lại chỗ tốt quá lớn, Lăng Hàn thở ra một hơi, hơi thở hóa thành kim kiếm đâm vào mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái động thật sâu. Tất cả cơ quan nội tạng đều được cường hóa, hắn có thể thổi hơi thành kiếm. Đây là năng lực đạt được sau khi đạt tới thất văn. Lăng Hàn tươi cười, cười, năng lực sát khí xung kích và nhãn thuật có tác dụng phụ trợ kinh người, hiện tại có một năng lực công kích, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đáng tiếc, đột phá thất cốt không có năng lực mới chẳng lẽ bởi vì trải qua hai lần thất biến mới có. Lăng Hàn suy nghĩ thật nhiều, hắn thả đám tiểu hoa nhi ra khỏi hồ lô. Phụ thân, người thực sự đột phá thất văn rồi. Nhị hoa kinh hô, nàng mở thần nhãn quan sát toàn bộ cơ quan nội tạng của Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn vung tay vung chân thích ứng năng lực mới. Thất văn tương đương với bước vào khai khiếu, hắn đã là thiên tài tứ tinh, lại đảo ngược một đại cảnh giới. Hiện tại hắn có thể trấn áp chín thành chín tầm bí cảnh, cũng không sợ thiên tài nhất tinh, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Phụ thân thật lợi hại, đại hoa cảm thán chân chính, không hổ là phụ thân, tam hoa ngạo kiều chân chính, sắc trư vô cùng kinh hãi, dùng ánh mắt cổ quái nhìn lăng hàn, thế gian này thật sự có quái vật thất phân. Lăng hàn làm quen lực lượng mới, hắn tươi cười lạnh giá, lúc này là thời điểm đi báo thù. Hắn đi vào trong cánh đồng hoa, cũng đi tìm người khắp nơi. Làm hắn buồn bực là, lúc trước hắn không muốn gặp người, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng gặp một người, nhưng bây giờ hắn chủ động đi tìm lại không gặp được ai. Quên đi, hắn nghỉ ngơi ban đêm, thời điểm sáng sớm ngày thứ hai, hắn lấy Băng Nguyên Thạch ra, món bảo vật này vừa xuất hiện sẽ hấp dẫn người chung quanh. Hắn cầm bảo thạch tu luyện, tu vi tăng lên như bay, sau khi bước vào thất văn, hắn còn không gian tăng lên thật lớn. Đột nhiên, nội tâm Lăng Hàn hơi động, thần thức dò xét, hắn phát hiện có người đang ẩn nấp. Lăng Hàn vẫn bình thản, hiện tại, mỗi giây tu luyện đều vô cùng quý giá, hắn không muốn lãng phí xèo, người kia đã đến gần, bỗng nhiên xuất thủ, trong tay xuất hiện hàn quang, đó là một thanh đao, hắn chém vào người lăng hàn. Lưỡi đao sắp chém tới, lăng hàn lại không phản ứng, dường như hắn không phát hiện ra. Người vui mừng như điên, giống như vạn tinh thạch, băng nguyên thạch đang ngoác ngoác hắn tới gần. Phốc, đao đã chém tới, người này ngạc nhiên phát hiện, lăng hàn cũng không bị chém thành hai đoạn. Xảy ra chuyện gì, hắn nhìn kỹ và ngạc nhiên, bởi vì lưỡi đao chém vào người con heo nhỏ, làn da hồng hào không bị cắt phá, lưỡi đao chém vào chỉ lún vào trong, cũng không bị cắt vỡ. Dựa vào, đây là heo sao? Sắc chư rất phẫn nộ, vì cái gì luôn có người chặt nó. Các ngươi mù hay sao, không phân rõ người và chư ra hay sao? Người kia xứng sờ, hắn vội vàng rút đao về, sau đó lại vung đao chém tới, phốc, hắn biết không đúng, bởi vì cảm xúc không giống lúc chém vào người. Vừa nhìn, quả nhiên vẫn bị con heo kia ngăn cản sắc chư dùng ánh mắt thâm thù đại hận nhìn người kia, người bị mù sao. Không nhìn thấy chư đại gia, đau quá, hỗn đản. a à, người kia gầm lên một tiếng, hắn liên tục chém thêm vài đao. Phốc 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 phốc, đao đao của hắn chém lên người sắc chư, con heo vô cùng thần kỳ, có thể hấp thu tất cả công kích, căn bản không ảnh hưởng đến lang hàn tu luyện. Trên thực tế, lang hàn nhất tâm lưỡng dụng, hắn vừa tu luyện vừa dùng sắc chư ngăn cản công kích. Người kia liên trả mấy chục đao, tất cả đều bị sắc Trư ngăn cản, hắn vừa phiền muộn vừa khiếp sợ. Con heo này là quái vật gì? Trái tim hắn đập thình thịch, nếu có thể đoạt lấy con heo này, chẳng phải hắn sẽ có nhục thuẫn siêu cấp. Cho ta, hắn vươn tay, không tiếp tục xuất đao, hắn muốn chiếm đoạt sắc chư. Lăng Hàn ra quyền, phanh, hắn đánh một kích đẩy lùi người kia, nhưng thân thể Lăng Hàn cũng trượt dài trên mặt đất, luận lực lượng, hắn vẫn kém tầm bí cảnh một ít. Người kia gào thét, hắn xuất thủ liên tục, muốn oanh sát Lăng Hàn, lại muốn đoạt sắc chư, đáng tiếc hắn không thể làm gì. Hắn không hết hy vọng, trên thân Lăng Hàn cất giấu quá nhiều bảo vật, khó gặp được lúc Lăng Hàn không chạy, hắn có thể từ bỏ hay sao? Cứ như vậy, thời gian trôi qua cực nhanh, đã đủ chưa? Lăng Hàn lên tiếng, người kia sững sờ, dường như Lăng Hàn bị trọng thương từ trước, hắn không ngừng dùng sắc chư ngăn cản, ngẫu nhiên mới có thể đánh trả một đòn, nhưng từ trước đến nay chưa từng lên tiếng, hiện tại đột nhiên nói chuyện, hắn có cảm giác giật mình. Giao bảo vật ra đây, Người kia quát, chương 3998, bắt đầu phản kích. Nửa giờ qua đi, có tu luyện thêm cũng không có hiệu quả. lang Hàn đứng dậy, hắn không muốn lãng phí thời gian tu luyện quý giá, cho nên mới sử dụng sắc chư ngăn cản, ngẫu nhiên mới đánh trả một quyền. Người muốn giết ta, lang Hàn từ tốn nói, còn muốn bảo vật trên người ta, sao ra, nếu không chết. Người kia quát, lang Hàn cười nói, có phải đầu người bị lừa đá hay không? Vừa rồi ta ngồi xuống đất mặc ngươi công kích, người vẫn không thể gây tổn thương cho ta mảy may còn mộng tưởng giết ta đoạt bảo người kia giật mình trong đầu hắn lúc trước đều là bảo vật cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ suy nghĩ một chút mới cảm thấy khủng bố hắn vội vàng lui về phía sau thân thể hắn lạnh buốt trước kia nếu nói hắn sợ một tên minh văn cảnh có đánh chết hắn cũng không tin trực tiếp quát kẻ đó nói hưu nói vượt nhưng bây giờ hắn sợ rồi hắn đã gặp phải quái vật vừa rồi không chạy bây giờ còn cơ hội hay sao lăng hàn cười nói đương nhiên cho dù người này chạy lăng hàn cũng truy kích bởi vì đối phương không chạy cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian tu luyện người kia nghĩ nghĩ bỗng nhiên hắn gào lên một mình hắn tuyệt đối không giải quyết được lăng hàn cho nên dù phân đi một phần bảo vật hắn nhất định phải kêu gọi giúp đỡ lăng hàn cảm thấy không quan trọng tới một hắn giết một đến hai hắn giết một đôi bây giờ có thể tạo thành uy hiếp với hắn cũng chỉ còn một ít thiên tài nhị tinh và hồng thiên bộ hắn phát ra tiếng gào nơi xa có bốn tiếng gào đáp lại cũng ở các hướng khác nhau người kia hoàn toàn yên tâm nói đồng bạn của ta sắp đến ngươi giao một nửa bảo vật còn kịp lang hàn cười ha ha ngươi đánh chủ ý thật hay nếu bốn người tới đây ngươi chỉ có thể phân năm phần một bây giờ lấy được một nửa ta thật để mắt tới ngươi ít nói lời vô ích giao hay không giao người kia quát thời gian có hạn làm người phải chân thật không nên làm chuyện giả dối mờ mịt lang hàn cười nói Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Người kia cắn răng nói, hắn thật hận, bởi vì như vậy hai bên cùng có lợi. Lăng Hàn xuất thủ, hắn lao về phía người kia, trước tiến ngươi lên đường, nằm mơ, người kia vung đao phản kích, đao quang sáng rực, Lăng Hàn dẫn động năng lượng tầng thứ cao quấn quanh hai tay, hai nắm đấm biến thành màu vàng ròng, đinh đinh đinh, hắn chọi cứng lưỡi đao. Năng lượng tầng thứ cao bị chém gián đoạn, nó lại khôi phục như cũ, niệm lực của Lăng Hàn hiện tại vô cùng cường đại. Người kia hoảng sợ chỉ có quái vật mới dám dùng nhục quyền ngăn cản bảo khí của tầm bí cảnh. Niệm lực của Lăng Hàn mạnh tới mức nào, lại có thể dẫn động nhiều năng lượng tầng thứ cao như vậy. Lăng Hàn tấn công cường thế, hắn oanh kích nhiều quyền, đánh người kia miễn cưỡng chống cự. Người kia kinh hãi muốn chết, tại sao lại có minh văn cảnh cường đại như thế? Hiện tại nên ra tay thế nào? Tiếp tục như vậy, hắn nhiều lắm chỉ chống đỡ thêm 1 2 phút là xong đời. Huyết khí của hắn sôi trào, cũng không quan tâm địa vị bất lợi không kháng trụ công kích hung ác của Lăng Hàn hiện tại, hắn không thể chờ động bạn tới cứu viện. Sau khi huyết khí sôi trào, lực lượng của người kia tăng vọt gấp 3 lần, cũng đột nhiên tăng mạnh, về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế Lăng Hàn, cũng vãn hồi thế cục trong nháy mắt. Lăng Hàn không quan tâm, hắn chỉ dùng người này bồi luyện, thỏa thích thí nghiệm chiến lực của mình. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền, trong một quyền ẩn chứa khí thế của yêu viên, cũng mang theo lệ khí đáng sợ, căn bản không cần sát khí xung kích cũng làm đối thủ hơi dừng lại, tâm thần sinh ra e ngại. Người kia vội vàng áp chế chiến ý, bởi vì kịch chiến với Lăng Hàn, ý chí hắn bị đè ép, chiến lực cũng giảm xuống rất nhiều, cho dù huyết khí sôi trào cũng không có tác dụng quá lớn. Cũng may chính là, có thêm người xuất hiện, xeo, một bóng người lao lên tấn công, trong tay cầm một thanh loan đao chém về phía Lăng Hàn. Trong tiên đồ, đa số pháp khí của mọi người đều là đao, kiếm và thương, bọn họ cũng chỉ phát huy được một phần mười uy lực, không có biện pháp, cấp độ quyết định tất cả. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vung quyền ngăn cản ầm um, nắm đấm va chạm với lưỡi đao đốm lửa bắn tư tung năng lượng tầng thứ cao chấn động đao của hắn bị hóa giải cái gì người vừa chạy tới kinh hãi đây không phải đang nằm mơ chứ một minh văn cảnh có thể mạnh như vậy Lang hàn nhoẻn miệng cười không nghĩ tới sao đâu chỉ không nghĩ tới hắn còn sợ hãi không nhỏ nhanh xôi trào huyết khí chỉ cần cuốn lấy hắn chờ người tới đông đủ sẽ bắt lấy hắn tên nam tử đầu tiên lên tiếng tốt người thứ hai không dám khinh thường bội vàng sôi trào huyết khí, cũng bộc phát công kích hắc liệt nhắm vào Lăng Hàn. Rất nhanh, lại có người thứ ba, sau đó người thứ tư và người thứ năm xuất hiện, bốn người đã xuất hiện đông đủ. Cũng may bọn họ tới kịp, bằng không thời gian huyết khí sôi trào của người thứ nhất và thứ hai sắp hết. Hư, Lăng Hàn, tại sao người còn không chạy? Người thứ năm xuất hiện lên tiếng, hắn vẫn không rõ tình huống. Lăng Hàn nhuện miệng cười, trực tiếp lao lên phía trước. Tại sao ta phải chạy? Miệng hơi mở hắn phun ra một thanh kim kiếm đây là canh kim kiếm do khí quan trong người tạo thành nó tỏa ra sát khí vô tận và bắn về người này một kiếm của hắn thế không thể đỡ lăng hàn hiện tại đã có thể nghiền ép chín thành chín tầm bí cảnh canh kim kiếm là năng lực do thất văn tạo thành uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi người kia ngăn cản nhưng không thể ngăn nổi thậm chí hoàn toàn hắn không ngờ lăng hàn lại có thể dùng miệng phun kiếm phốc ngực hắn bị xuyên thủng máu tươi bắn ra như suối hắn cúi đầu nhìn xuống trên mặt lộ ra dáng dấp không thể tưởng tương nổi, hoàn toàn không thể tiếp nhận việc mình bị miểu sát. Cho dù hắn không tin thì thế nào, hai chân hắn mềm nhún đã nằm trên mặt đất. Chết, tê, bốn người còn lại hít thở dồn dập, thực lực của bọn họ không kém gì nhau, việc này có ý nghĩa, Lăng Hàn muốn giết chính mình cũng chỉ cần một kích là đủ. Trời ạ, à, ra hỏa này cố ý, hắn giả vờ như song phương có thể đánh với nhau một hồi, sau khi bọn họ tề tựu đông đủ liền ra tay hạ sát thủ các người truy sát ta rất sung sướng đúng không? Lam Hàn xoay người lại, sát khí sôi trào, hắn nói. Hiện tại ta rất khó chịu, cũng tức sôi ruột, lúc này là thời điểm các ngươi trả nợ. Hắn giết tới, thân thể va chạm, ầm, lại một người bị đánh bay, đối phương đâm vào gốc cây phía sau mới dừng lại, nhưng lưng hắn bị độc ăn mòn, hắn ngứa ngáy khó chịu và kêu gào thảm thiết. Các vị, liều mạng với hắn, sắc mặt nam tử đầu tiên xanh mét, hắn vỗ vào ngực và phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc chóc ra, cái đầu chọc xuất hiện, trên đỉnh đầu có ba đạo hoa văn đang phát sáng. Khí tức của hắn tăng vọt, chương 3999, quỳ xuống, còn bốn người liều mạng, nam tử vừa ngứa vừa đau gào lên. Lúc này không liều, chỉ có hắn sẽ chết, lăng hàn không quan tâm, nhãn thuật mở ra, hắn có thể nhìn thấy sơ hở trong công kích của mỗi người, sát khí tấn công một người, người này lâm vào trạng thái mơ hồ, hắn dùng kim kiếm bắn tới, cũng miểu sát đối thủ. Quá dễ dàng, hắn luân phiên sử dụng ba loại dị năng, bốn người còn lại bị hắn giết sạch sẽ nếu truyền chiến tích này ra ngoài mọi người sẽ không tin tưởng quá kinh khủng hắn chỉ là minh văn cảnh đấy hơn nữa còn không phải một người mà là năm người lang hàn lục soát năm người một lần hắn không phát hiện bảo vật gì có giá trị ai thật nghèo không có một khối trúc cơ thần thạch nào lang hàn lắc đầu hắn tiếp tục đi tìm kiếm lúc trước có rất nhiều người đuổi giết hắn thực lực hiện tại đã đủ đương nhiên hắn phải đi báo thù ruộng hoa này chính là một ảo trận nó phát sinh biến hóa vào bất cứ lúc nào, nếu không phá giải huyền bí ẩn chứa trong đó, hắn sẽ không thể thoát ra ngoài. bởi vậy, có thể gặp người hay không cũng phải xem vận khí. không khéo chính là vận khí lăng hàn đã không tốt. ngày thứ hai, cho dù lăng hàn tiếp tục sử dụng băng nguyên thạch tu luyện cũng không hấp dẫn bất cứ kẻ nào. đến sáng sớm ngày thứ ba, đột nhiên cánh đồng hoa xuất hiện biến hóa to lớn. lăng hàn đi một lúc, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng. trước mặt xuất hiện đường núi. a, à, đã thoát ra lăng hàn sướng sờ lúc này hắn ý thức được thiên địa đại thế đã biến mất hoặc là sinh ra biến hóa thật nhỏ cho nên hắn mới có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua không chỉ có hắn những người khác cũng như thế phía trước lăng hàn có người sau lưng hắn cũng có người xuất hiện lăng hàn có người kêu lớn ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau lăng hàn nhìn sang hắn cảm thấy đáng tiếc chính là nơi này không có hồng thiên bộ nhưng hắn vẫn nhìn thấy một người vô cùng quen mắt đó là mã thu linh giao bảo vật ra đây, có người giết tới, đó là của ta, cút ngay cho ta, càng nhiều người giết tới, mỗi một người đều tranh nhau lao lên, theo bọn họ nghĩ, Lăng Hàn chỉ có tu vi minh văn cảnh nên không thể uy hiếp tới mình, chỉ cần hắn không lấy ra hư không thú ẩn thân, căn bản không đủ gây sợ. Thân thể Lăng Hàn hơi động, hắn lập tức phản kích. Hắn để mắt tới một người, lập tức sử dụng sát khí xung kích tấn công, người kia lập tức trì trệ, với tu vi thất văn của Lăng Hàn hiện tại, sát khí xung kích tạo thành hiệu quả đáng sợ tầm bí cảnh cũng trúng chiêu. Người kia hơi dừng lại một lúc, Lăng Hàn đã giết tới, hắn xuất ra một quyền, ầm, người này bị hắn đánh vỡ nát. Chi, những người khác dừng lại, khốn khiếp, việc này quá kinh khủng, tầm bí cảnh bị một quyền miểu sát. Ngươi là cường giả tiên đồ sao? Không phải, hắn chỉ là một tên minh văn cảnh mà thôi. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, ánh mắt lành lạnh, cũng nhìn vào mọi người. Ta không oán không thù với các ngươi, vì sao các ngươi cứ dồn ta vào chỗ chết? cho rằng ta dễ khi dễ sao? Tất cả mọi người im lặng, theo bọn họ nghĩ, Lang Hàn thật sự rất dễ bắt nạt, cũng chỉ là minh văn cảnh mà thôi, nhưng không ai nghĩ thế sự xoay vần, thực lực Lang Hàn tăng lên đáng sợ như vậy. Sớm biết như thế, lúc trước không nên nảy lòng tham. Lang Hàn để mắt tới Mã Thu Linh, trên trán của nữ nhân này vẫn còn sưng, có thể nhìn thấy chữ in trên đó, nếu bị mảnh vỡ mộ bia đánh chúng, cho dù yêu nghiệt như Hồng Thiên Bộ cũng cần mấy tháng mới có thể xóa đi. Mã Thu Linh bị hắn đánh vào chán, đương nhiên nàng cũng biết Lăng Hàn là hung thủ đánh lén mình, nàng hận đến mức nghiến răng, không biết mộng tưởng sau khi gặp được Lăng Hàn thì mình sẽ tra tấn hắn như thế nào. Nhưng hiện tại đối mặt, nàng cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Thật đáng sợ, một quyền miểu sát tầm bí cảnh, hắn chính là yêu quái. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn không đặt mặt hàng như Mã Thu Linh vào mắt. Hắn thản nhiên nói, quỳ xuống, cái, cái gì, tất cả mọi người sững sờ, người muốn chúng ta quỳ xuống lăng hàn người đừng quá mức một người quát đoạt bảo trong di tích cổ vốn tràn ngập nguy hiểm người không quá đáng như vậy lăng hàn gật đầu không sai đoạt bảo trong di tích cổ dựa vào thực lực nói chuyện cho nên các người truy sát ta ta cũng không nói lời oán hận bởi vì lời nói còn không bằng cái rắm nhưng hiện tại thực lực của ta hiện tại mạnh hơn ta muốn các người quỳ xuống các người có phục hay không không phục có người kêu lên mọi người không cần sợ hắn chỉ có một người chúng ta liên thủ còn không đánh lại hắn sao ầm um, hắn vừa dứt lời thân thể bay ra ngoài thân thể hắn va chạm với vách núi sau đó tuột xuống ít nhất một phần ba xương cốt của hắn bị đánh gãy lang hàn xuất hiện tại vị trí của người khác vừa rồi hắn vận dụng chỉ xích thiên nhai nhắm ngay người này va chạm tốc độ cao rất khủng khiếp hắn đã tu ra thất cốt hơn nữa nội tạng đều được khắc minh văn lực phòng ngự vô cùng cường đại chỉ va chạm cũng làm người này gãy hơn một nửa xương trong người hắn lại điềm nhiên như không có việc gì Lăng Hàn hoạt động gân cốt một chút, trong va chạm vừa rồi, hắn cũng phải thừa nhận lực phản chấn, hắn cũng cảm thấy hơi choáng váng. Cơ sở vững chắc sẽ biến thái như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, tại sao một minh văn cảnh lại mạnh như thế, va chạm với tầm bí cảnh, kết quả tầm bí cảnh bị đụng gần chết. Thiết luật võ đạo ở đâu, quỳ xuống, Lăng Hàn lại lên tiếng, lần này hắn dung nhập một tia sát khí, sự uy hiếp rất cường đại. Có người lặng lẽ lui về phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy, kết quả hắn cũng bước theo gót chân người kia, bị Lăng Hàn va chạm, một nửa xương cốt toàn thân đứt gãy, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lăng Hàn không nói thêm lời nào, hắn chỉ lạnh lùng nhìn đám người, khi Lăng Hàn không nói chính là lúc đại khai sát giới. Ba, cuối cùng có người quỳ xuống, mặc dù cực kỳ sỉ nhục nhưng vì bảo mệnh, chịu chút khuất nhục thì thế nào? Lăng Hàn hiện tại chỉ có tu vi minh văn cảnh, chỉ cần bọn họ vượt qua tiên môn, trấn áp Lăng Hàn chỉ là việc rất nhỏ. Cho nên, hiện tại cứ nhẫn nhịn nhất thời. Có người mở tiền lệ, tự nhiên sẽ làm sĩ khí đám người, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, cho dù là nhân tộc, yêu tộc hay hải tộc. Cuối cùng, tất cả mọi người quỳ xuống, giống như đang chiều bái vương giả. Không ai tin tưởng việc này, một đám tầm bí cảnh bị một tên minh văn cảnh nho nhỏ chấn áp, phải quỳ bái, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn xuất thủ, hắn tấn công một người, ngươi, người kia vội vàng ngăn cản, Lăng Hàn, người không giữ lời hứa, những người khác cùng đứng lên, người yêu cầu quỳ, chúng ta đã quỳ người còn muốn thế nào ta chỉ bảo các ngươi quỳ xuống cũng không nói sau khi quỳ sẽ tha cho các ngươi không chết Lăng hàn nói các ngươi có thể xem việc vừa rồi là trò hề vì mạng sống nên quỳ xuống xin tha mạng ha ha